Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 204. Ngô Bình nhìn Lưu Vân Khai với vẻ khó hiểu, cảm thấy phản ứng của anh ta hơi quá. Họ Ngô kia, anh nói kiếm phù này ở vách kiếm nào cơ? Lưu Vân Khai đứng bật dậy, kích động hỏi. Ngô Bình bình thản nói, trợ đế. Lưu Vân Khai từ từ ngồi xuống, lẩm bẩm, truyền thừa của kiếm tôn vô lượng, khó như lên trời, sao anh có thể lĩnh ngộ được hoàn toàn? Nếu anh lĩnh ngộ được hết vậy chẳng lẽ đã là đệ tử của kiếm tôn vô lượng rồi sao? Lúc này Ngô Bình ý thức được ngọc phù hình kiếm trong tay mình thật sự không đơn giản, anh hỏi, Lưu Vân Khai, ngọc phù này của kiếm tôn vô lượng sao? Lưu Vân Khai nhìn Ngô Bình đăm chiêu rồi nói, kiếm, tôn vô lượng là một trong những người quan trọng sáng lập ra kiếm đường Chí Tôn, cũng là nhân vật có thực lực mạnh nhất ở tiên giới vạn kiếm hiện tại. Hiện giờ, một nửa những người nắm giữ kiếm đường Chí Tôn là đệ tử của ông ta. Ngô Bình liền hiểu ra tại sao Lưu Vân Khai lại kích động đến thế. Cậu có được ngọc phù này trong tay thì sẽ trở thành người có thân phận khá cao quý trong kiếm đường Chí Tôn, thân phận mà đến cả Lưu Vân Khai cũng phải ngưỡng mộ. Một lát sau, dường như Lưu Vân Khai đã nhận ra Đức Hiên Thư C, anh ta hít một hơi thật sâu, nói, anh Ngô, lúc nãy tôi đã quá kích động, xin anh đừng để bụng, sau này mọi người đều là đệ tử của kiếm đường Chí Tôn. Ngô Bình cắt lời anh ta, vụ cá cược của chúng a vẫn tính như thường. Không ngờ Lưu Vân Khai lại cười. Nói, anh Ngô đến kiếm đường Chí Tôn thì đã thuộc nhóm đệ tử xuất sắc nhất rồi, sao tôi dám nuốt lời. Nếu anh Ngô thật sự có thể luyện được bát môn kim thủy đan thì tôi bằng lòng giao tất cả bảo vật trên người ra, xem như đấy cũng là cách trừng phạt cho sự ngông cuồng của tôi. Tsukishi Sakura giật mình, cô ta hỏi, Lư công tử, ý anh là Ngô công tử sẽ trở thành nhân vật đầu xào của kiếm đường Chí Tôn sao? Lư Vân Khai gật đầu, truyền thừa của kiếm tôn vô lượng rất khó lĩnh n dòng số những đệ tử của ông ấy có mấy người đã là kiếm tôn đương thời, nhưng vẫn chưa thể lĩnh hội hoàn toàn truyền thừa. Tsukishi Sakura ngạc nhiên, đến cả kiếm tôn cũng không thể lĩnh ngộ hoàn toàn sao? Lư Vân Khai, anh Ngô có thể có được tấm kiếm phù này chứng tỏ anh ấy đã lĩnh hội được hoàn toàn truyền thừa mà kiếm tôn vô lượng để lại. Vì vậy khi anh ấy đến kiếm đường Chí Tôn thì sẽ lập tức trở thành đệ tử thân truyền của kiếm tôn vô lương, có được sự địa vị tối cao cùng vinh quang vô thượng. Hai mắt Liễu Mi sáng lên, đôi tay trắng nõn vỗ nhẹ mấy cái, cô ta cười, nói, hay quá, Ngô công tử, anh lợi hại thật. Cậu có thể khiến Lưu Vân Khai cúi đầu đủ để thấy được thân phận đệ tử chân truyền của kiếm tôn vô lượng là nhân vật mà anh ta không thể nào đối phó được. Lưu Vân Khai mặt dày xích đến trước bàn của Ngô, Bình. Chắp tay, cười, nói, anh Ngô, tôi xin trịnh trọng xin lỗi một lần nữa về chuyện lúc nấy, tôi đã quá tự cao tự đại, không biết lại có cao nhân. Anh ta xuống nước nên Ngô Bình cũng không làm khó, bình thản nói ừm. Lưu Vân Khai hạ giọng nói, tốt nhất anh Ngô nên sớm đến kiếm đường Chí Tôn điểm danh đi. Sao ồ, tại sao? Ngô Bình hỏi, cậu vẫn chưa hiểu rõ lắm về tiên giới vạn kiếm. Nghe con cháu của kiếm tôn vô lượng nói chuyện riêng với nhau thì kiếm tôn vô lượng sắp dựng nước, muốn thành lập hoàng triều vạn kiếm. Ngô Bình rất bất ngờ, thành lập hoàng triều vạn kiếm sao? Đúng vậy, Lư Vân Khai nói, đến lúc đó, anh Ngô thân là đệ tử chân truyền thì sẽ là công thần lập quốc. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, y anh đến đây cũng có liên quan đến chuyện này sao? Lư Vân Khai, nếu hoàng triều vạn kiếm thành lập, tốt nhất là có thể có được sự ủng hộ của Hoàng Triều Thần Tự, phái tôi đến là để thăm dò tình hình trước. Bỗng dưng Mộc Thiên Hầu quay về, đồng thời cũng mang theo những thứ Ngô Bình cần để luyện đan. Ngô Bình muốn lấy được bảo bối trên người Lưu Vân Khai nên phải luyện được đan. Cậu tìm đến một chỗ yên tĩnh và bắt đầu luyện đan. Lò thứ nhất cậu đã luyện rất tỉ mỉ và có được 3 viên bát môn kim thủy đan. Mỗi viên đan dược đều có 4 phù văn bên trên, nhưng phẩm chất tốt hơn một chút. Thuộc thượng thượng phẩm. Cậu tiếp tục luyện lò thứ hai, lần này cậu đã luyện được 4 viên đan dược, trên mặt đan dược có 6 phù văn, phẩm chất vẫn là thượng thượng phẩm. Ngô Bình lấy ra 2 viên bát môn kim thủy đan thượng thượng phẩm quay về phòng khách, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Mọi người thấy cậu quay lại thì đứng cả dậy, nhìn chằm chằm vào tay cậu. Ngô Bình lấy ra 1 viên đan dược, cười và nói ra, mọi thứ thuận lợi, viên đan dược này thuộc loại thượng thượng phẩm. Có 6 hiệu quả đặc biệt, mời xem thử. Mộc Thiên Hầu nhận lấy đan dược, ánh mắt đầy vui mừng, nói tốt quá rồi. Ngô Bình, 4 viên đan dược, tôi giữ lại 2 viên, 2 viên thuộc về Hầu gia.
Mục Thiên Hầu vội nói, cảm ơn Ngô công tử. Lư Vân Khai cũng vô cùng bất ngờ, mặc dù anh ta biết Ngô Bình rất giỏi nhưng cũng không ngờ kỹ năng luyện đan của cậu lại giỏi đến vậy, đến cả thầy luyện đan khét tiếng của Hoàng Triều Thần Tự cũng không bì kịp. Anh ta hít một hơi thật sâu, nói, anh Ngộ, tôi thật sự khâm phục, tôi sẽ giao tất cả tài sản trên người cho. Anh ta lấy hết mấy túi chứa đồ của mình ra, đặt lên bàn. Ngô Bình tùy tiện cầm một cái, mèo đen thầm cho cậu biết bảo bối mà cậu cần đang ở bên trong. Ngô Bình bình thản nói, anh và tôi đều là đệ tử của Kiếm Đường Chí Tôn, tôi lấy đại một món, những thứ còn lại anh hãy cầm về đi. Lư Vân Khai hành lễ với Ngô Bình, cảm ơn anh Ngô, tôi vô cùng cảm kích. Theo anh ta thấy thì túi chứa đồ mà Ngô Bình chọn không có bao nhiêu món đáng tiền, chủ yếu cất mấy thứ lặt vặt, hoặc cũng có thể do anh ta không hiểu lắm nên cũng không biết thứ đó đáng giá. Ngô Bình cất đồ vào, chuẩn bị chào tạm biệt. Mục Thiên Hầu vội nói, Ngô công tử, tôi đã cho người chuẩn bị rượu thịt, hôm nay mọi người đều có mặt, ở lại ăn bữa cơm đi. Chân thành khó chối từ, cuối cùng Ngô Bình cũng cùng mấy người đó ăn cơm, Liễu Mi ngồi bên cạnh cậu, còn Tsukishi Sakura thì ngồi bên kia. Tsukishi Sakura uống một ly, trò chuyện vài câu rồi nói, Ngô công tử, tôi xin lỗi anh vì chuyện trước đây tôi đã bảo Liễu Mi giả dạng tôi đến gặp anh. Ngô Bình bình thản nói, không có gì, lúc đầu Minh Duệ cho tôi xem hình của cô, tôi cảm thấy cô rất giống một người quen của tôi. Nhưng sau đó khi gặp Liễu Mi, tôi mới biết cô ấy còn giống với người quen đó của tôi hơn cả cô. Người quen mà cậu nói chính là một cô gái trong bức tranh thập đại mỹ nhân. Vì cậu lần đầu gặp hai người họ, nên ai đến trước thì sẽ chiếm ưu thế, khiến cậu đã phán đoán sai. Giờ cậu cùng họ ngồi ăn cơm, nói chuyện, cậu mới chắc chắn Liễu Mi mới là người trong thập đại mỹ nhân, Tsukishi Sakura chỉ là trông khá giống cô ta mà thôi. Mắt Liễu Mi sáng lên, cô ta nói, công tử, người mà anh quen là ai? Giống tôi chừng nào? Ngô Bình cười, nói, gần như giống y hệt. Liễu Mi liếc cậu một cái, cô ấy là bạn gái của anh sao? Ngô Bình lắc đầu, không phải, chúng tôi cũng không thân, tôi chỉ biết cô ấy thôi. Lúc này Liễu Mi mới hỏi đến chuyện đan dược, Ngô công tử, viên đan dược đó thật sự có thể bán cho tôi sao? Ngô Bình cười, cầm viên bát môn kim thủy đan ra, nói, viên này có thể bán cho cô. Liễu Mi vui mừng, cẩn thận nhận lấy viên đan dược, hỏi, Ngô công tử, tôi nên trả bao nhiêu đây? Ngô Bình nói, theo giá thị trường đi. Liễu Mi, trước đây chúng tôi muốn mua bát môn kim thủy đan trong tay Hầu gia, vì vậy đã từng điều tra. Nhân viên nội bộ mua bát môn kim thủy đan 4 công dụng thượng phẩm cũng cần 1 triệu tiền đại đạo. Viên này là bát môn kim thủy đan 6 công dụng thượng phẩm, giá cả ít nhất cũng phải đắt gấp 10 lần, tức là ít nhất cũng phải 10 triệu tiền đại đạo. Cô ta thở dài, chỉ là bây giờ tôi không có nhiều tít như thế, không biết có thể trả sau được không? Đợi tôi gom đủ tiền thì sẽ trả hết số nợ còn lại cho Ngô công tử. Cô có bao nhiêu? Ngô Bình hỏi. Liễu Mi nói, tính ra thì khoảng 3 triệu 800 ngàn tiền đại đạo. Vậy đưa 3 triệu 500 ngàn đi, Ngô Bình nói. Liễu Mi trợn tròn mắt, 3 triệu 500 ngàn sao? Ngô Bình cười nói, hôm nay chúng ta có thể ngồi ăn chung một bàn thì là duyên phận, tôi bán rẻ lại cho. Cơ, Liễu Mi mừng rỡ, cảm ơn anh Ngô. Tần Cự Phong cũng ngồi bàn này, anh ta tùy mặt gửi lời, cười nói, cô Liễu đến thế tục có việc gì cần làm sao? Không biết ở lại đây mấy ngày. Tần Cự Phong nhìn ra Liễu Mi có thiện cảm với Ngô Bình, anh ta không muốn Ngô Bình bỏ lỡ người đẹp như vậy bèn cố ý hỏi. Liễu Mi thở dài nói, tôi cũng sinh ra ở thế tục, 10 tuổi đã đến tiên giới. Dạo này trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi về giải quyết. Chuyện gì thế? Tần Cự Phong hỏi, nếu cần chúng tôi giúp, cô đừng khách sáo. Liễu Mi cảm động nói, tôi có một người anh trai, làm việc gì cũng khá bốc đồng. Được tôi sắp xếp nên anh ấy cũng gia nhập vào đại diễn giáo. Một tháng trước, anh ấy về nhà thăm bố mẹ, vô tình làm một người bị thương. Người đó là con cháu của nhà họ Long ở Thần Nguyên Tiên Giới, bố hắn là gia chủ hiện nay của nhà họ Long, Long Ngạo Tiên. Ngô Bình, vậy chắc thế lực của nhà họ Long không nhỏ, nếu không cô cũng không cần đích thân đến thế tục giải quyết. Liễu Mi thở dài nói, nhà họ Long là thiên nhiên thế gia. Ngô Bình hiểu được tại sao Liễu Mi lại lo lắng, cậu từng nghe đến Dư Quảng Hạ sinh ra ở Thần Nguyên Tiên Giới nói, cả Thần Nguyên Tiên Giới chỉ có 3 thế gia có lịch sử ngàn năm, mỗi thế gia đều có năng lượng khổng lồ,
có thể so sánh với đại giáo vạn cổ, thậm chí mạnh hơn. Đối phương muốn thế nào, cậu hỏi, cậu cảm thấy chuyện này có thể tìm Dư Quảng Hạ nghe ngóng thử, dù sao ông ta cũng là người thần nguyên tiên giới. Liễu Nghi, nhà họ Long phái người truyền lời muốn chuyện này qua đi thì phải làm theo điều kiện mà họ đề ra. Điều kiện gì, mọi người đều nhìn cậu. Hôm qua tôi liên lạc với người của đối phương, họ đưa ra ba điều kiện, một là chặt hai tay anh tôi, phế bỏ tu vi của anh ấy, hai là bồi thường tổn thất cho nhà họ Long làm vợ lẽ của Long Tiếu Thiên. Ngô Bình thầm nói nhà họ Long này bắt nạt người quá đáng, bèn hỏi tại sao anh cô ta lại đánh người. Liễu Nghi, anh tôi dẫn chị dâu tôi ra ngoài, lúc chèo thuyền trong hồ thì Long Tiếu Thiên bước đến quấy rối, anh tôi tức giận bèn đánh hắn bị thương. Ngô Bình nói như thế thì là đối phương sai. Liễu Nghi, cho dù bên nào sai, nhà họ Long cũng không định bỏ qua cho tôi. Nói đến đây, cô ta lộ ra vẻ sầu muộn, có thể thấy cô A cũng không còn cách nào khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, tôi có thể bảo bạn mình nghe ngóng thử. Sau đó cậu rời khỏi bàn, lấy phù truyền thư mà Dư Quảng Hạ để lại, nói chuyện này cho đối phương biết. Không ngờ Dư Quảng Hạ lập tức đáp lại, anh Ngô, Long Tiếu Thiên và tôi là bạn khá thân, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, hơn nữa cậu ấy còn là em họ của tôi. Ngô Bình, anh hỏi thử xem chuyện này có thể kết thúc không? Dư Quảng Hạ, tôi biết chuyện này, tư chất của Long Tiếu Thiên không ổn, nhưng tính tình lại rất không tốt. Vì ừ nhỏ cậu ta từng bị nội thương trong bụng mẹ nên gia chủ nhà họ Long vô cùng yêu thương cậu ta. Tôi e rằng chuyện lần này sẽ khó giải quyết ổn thỏa. Ngô Bình, từng bị nội thương sao? Vậy nói cho anh A biết, nếu anh ta chịu buông tha cho nhà họ Liễu, tôi có thể bán cho anh ta một viên bát môn kim thủy đan, có 8 loại công năng. Dư Quảng Hạ ngạc nhiên, bát môn kim thủy đan 8 tác dụng, có loại đan dược này thật sao? Ngô Bình, tất nhiên, anh hỏi anh ta có đồng ý không? Dư Quảng Hạ, được, cậu Ngô đợi một lát, tôi đi tìm cậu ấy ngay. Nói xong với Dư Quảng Hạ. Ngô Bình quay lại bàn nói, tôi tìm bạn hỏi. Liễu Nghi ngạc nhiên nói, thật sự cảm ơn anh. Tần Cự Phong cười nói, sư huynh tôi có nhiều bạn lắm, họ cũng không phải người bình thường, về sau cô Liễu gặp phải phiền toái gì, có thể đi tìm sư huynh của tôi. Ngô Bình trợn mắt nhìn Tần Cự Phong, chê anh ta nhiều lời, Tần Cự Phong vội nhếch môi cười. Không lâu sau, bên Dư Quảng Hạ có tin tức. Anh Ngô, Long Thiếu Thiên nói. Chỉ cần bát môn kim thủy đan mà cậu ta mua có thể nâng cao tu vi của cậu A thì cậu ta có thể tha thứ cho người đã đánh cậu ta bị thương. Ngô Bình, ngày mai anh bảo anh ta xuống đây một chuyến, tôi đưa bát môn kim thủy đan cho cậu ta. Dư Quảng Hạ nói, được, tôi đi với cậu ta. Nói chuyện xong, Ngô Bình bảo Liễu Nghi yên tâm, cậu đã tìm được cách giải quyết chuyện này rồi. Sau bữa tiệc, Ngô Bình và Tân Cự Phong chào tạm biệt, vẫn quay về làng Lục Gia. Ngô Bình cũng dẫn Tân Cự Phong đến làng Lục Gia. Tối hôm đó, cậu bảo Cổ Thanh Liên, Tân Cự Phong và anh em Lục Tĩnh Sương đi vào vườn, sau đó truyền dạy lại họ cách mở đạo mạch. Trong lúc mọi người mở đạo mạch, cậu bắt đầu luyện chế lò bát môn kim thủy đan thứ ba. Trong hai lần luyện chế trước, cậu cảm thấy về lý thuyết bát môn kim thủy đan có thể được chế tạo, nhưng quá trình luyện chế rất phức tạp, rất khó khăn. Thế nên cậu cải tiến công thức đan dược, thay thế một loại dược liệu trong đó. Đồng thời tăng thêm một loại dược liệu khác. Cách làm này sẽ làm giảm đi một nửa hiệu quả của bát môn kim thủy đan, nhưng độ khó của việc luyện chế sẽ giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, sau khi luyện chế hơn một tiếng đồng hồ, lò luyện được mở ra, 8 tia thần quang bay lên không trung, cậu dùng cách đặc biệt bắt lấy chúng, ngưng tụ thành 2 viên đan dược. Đan dược này phát ra bảo quang 8 màu, bề mặt có 8 phù văn xoay chuyển, có một bóng người nhỏ màu vàng ngồi khoanh chân bên trong đan dược. Dáng vẻ trang nghiêm. Ngô Bình nhìn đan dược mà mình luyện chế, thầm nói, 8 tác dụng thần kỳ, đan dược cực phẩm, khá đấy, cậu rất hài lòng với viên đan dược này. Sáng sớm, mọi người lần lượt thức dậy, lần lượt mở đạo mạch. Trong đó Cổ Thanh Liên mở được 5 đạo mạch, gồm 1 huyền mạch và 4 tử mạch. Chị em Lục Tĩnh Sương lần lượt mở được 3 đạo mạch, đều là 1 tử mạch và 2 hoàng mạch. Tân Cự Phong mở được 4 đạo mạch, đều là tử mạch. Đạo mạch được mở ra, nâng cao tư chất của 4 người lên rất nhiều, họ cảm nhận được rõ bản thân tu hành thuận lợi hơn, vài bước ngoặt không thể đột phá trước đó, bây giờ đều có thể dễ dàng đột phá. Cậu bảo mọi người tiếp tục làm quen với sự tồn tại của đạo mạch,
sau đó đem theo đan dược đến Quân Tử Lâu. Cậu đã hẹn với Liễu Mi và Dư Quảng Hạ sáng nay gặp nhau ở Quân Tử Lâu. Khi đến Quân Tử Lâu lần nữa, chủ nhà đích thân bước ra tiếp đón, cười nói, cậu Ngô, cảm ơn cậu đã ủng hộ, không biết lần này cậu vẫn là thành viên không? Ngô Bình, lần trước Mộc Thiên Hầu dùng khá tốt, làm phiền chủ nhà cho tôi thuê một cái tương tự. Chủ nhà cười nói, không thành vấn đề, tôi sẽ bảo. Người dẫn cậu đến đó. Ngô Bình đi tới một cái sân nhỏ, cảm giác quy mô cũng giống với cái hôm qua Mộc Thiên Hầu dùng. Không bao lâu sau, Liễu Mi và Tsukishi Sakura đến. Đi cùng với Tsukishi Sakura còn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tu vi không yếu, ít nhất là bí cảnh cấp 9. Sắc mặt người đàn ông không tốt lắm, hắn nhìn thấy Ngô Bình thì cúi người chào cảm ơn cậu Ngô. Liễu Mi cũng lên tiếng cảm ơn, sau đó giới thiệu người đàn ông này, anh Ngô, đây là anh tôi, Liễu Quyền. Ngô Bình nói, anh Liễu không cần khách sáo, đối phương sắp đến rồi, chúng ta đợi thêm một lúc nữa. Quả nhiên, nửa tiếng sau, Dư Quảng Hạ dẫn theo một nam u áo trắng xuất hiện, gương mặt nam tu đầy vẻ mong đợi, khi nhìn thấy Liễu Quyền từng đánh mình bị thương thì cũng không quan tâm, ánh mắt chỉ nhìn Ngô Bình. Dư Quảng Hạ vội nói, cậu Ngô, tôi xin giới thiệu, đây là em họ tôi, Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên không kịp đợi đã hỏi Ngô Bình, cậu Ngô thật sự có kỳ đan tuyệt thế thất truyền bát môn kim thủy đan sao? Thật ra anh ta sớm đã nghiên cứu bát môn kim thủy đan, nghe đồn phiên bản hoàn thiện của đan này có thể nâng cao tư chất mọi mặt cho người dùng, thậm chí là vận mạng, có được hiệu quả nghịch thiên đổi mệnh. Chỉ là, đan này sau khi ra đời thì chưa từng có ai luyện chế được bản hoàn chỉnh, trước mắt loại tốt nhất cũng chỉ đạt đến bát môn kim thủy đan tứ hiệu, cách đan dược bát hiệu cả chục nghìn dặm nữa. Bởi vì từ nhỏ anh ta từng bị ám thương nên tư chất bình thường, chuyện này khiến anh ta rất tự ti. Tuy cha mẹ đều rất yêu thương anh ta, nhưng anh ta vẫn không thể chấp nhận được hiện thực, tưởng tượng có một ngày có thể dựa vào đan dược như bát môn kim thủy đan mà trở thành niềm kiêu hãnh của gia tộc, khiến cha mẹ vui mừng, để những người coi thường anh ta ngậm miệng. Bây giờ, hy vọng đang ở trước mặt, đương nhiên anh ta sẽ mặc kệ mọi thứ lấy được đan này. Ngô Bình cười nói, cậu Long có thể dùng ngay tại đây, hiệu quả thế nào cứ thử thì biết. Cậu lấy đan dược ra, nhìn thấy dị tượng trên đan dược. Ánh mắt Dư Quảng Hạ cũng ngây ra, Liễu Mị và Nguyệt Thành Thanh Anh cũng có vẻ khó tin. Hôm qua lúc cậu lấy ra, không phải là bát môn kim thủy đan lục hiệu sao? Bây giờ sao lại là đan dược bát hiệu hoàn chỉnh rồi? Long Khiếu Thiên nhận lấy đan dược bằng hai tay, tay anh A run rẩy, miệng cũng run run theo. Dùng như thế nào? Anh ta hỏi, Ngô Bình cười nói, không cần vội, tôi đồng ý với cậu. Long rồi, thì có thể bán đan này cho cậu. Chúng ta nói đến giá cả trước đã. Khiếu Long Thiên lập tức nói, giá cả dễ nói, chỉ cần nó thật sự có hiệu quả thì giá nào cũng được. Ngô Bình, anh và Dư Quảng Hạ là họ hàng, tôi cũng là bạn của anh ấy, đương nhiên cũng không thể thét giá trên trời. Như vậy đi, chúng ta cứ theo giá thị trường. Khiếu Long Thiên ngầm nghĩ rồi nói, lúc trước cha tôi muốn mua giúp tôi một viên bát môn kim thủy đan tứ phẩm, lúc đó đã chuẩn bị 2 triệu tiền đại đạo, đáng tiếc không thể mua được. Đan dược hoàn chỉnh này, giá ít nhất cũng cao hơn mấy trăm lần. Như vậy đi, tôi bỏ ra 500 triệu tiền đại đạo, cậu Ngô thấy được không? Ngô Bình, không vấn đề, nhưng nếu anh dùng đan này thì cần phải đến một nơi. Khiếu Long Thiên đồng ý ngay, không vấn đề. Cứ như vậy, Ngô Bình dẫn anh ta đến không gian trong vườn thảo mộc, muốn mượn bát thủy đan dược giúp anh ta khai thông đạo mạch. Cậu nghĩ, đan này có lẽ cũng sẽ trợ giúp cho việc khai thông đạo mạch. Sau khi nghe pháp môn khai thông đạo mạch, Long Khiếu Thiên lập tức nuốt bát môn kim thủy đan theo chỉ dẫn của Ngô Bình. Đan dược vào bụng, 8 luồng dược lực tiến vào thân thể anh ta. Ngô Bình luyện chế ra đan dược này, lúc dùng cần phải có cậu ở bên cạnh trợ giúp. Vì thế, cậu giữ một tay trên đỉnh đầu Khiếu Long Thiên, dùng sức mạnh khống chế 8 luồng sức mạnh kia. Chẳng mấy chốc, 8 luồng sức mạnh dưới sự kiểm soát của cậu đã ngưng tụ thành một đại trận dược lực, tạo ra rất nhiều hiệu quả kỳ diệu. Lúc này, giữa đất trời cũng có vô số luồng sức mạnh ngưng tụ lại, tẩy rửa thân thể và thân hồn anh A. Ngô Bình cũng không biết rõ rốt cuộc đan dược này có hiệu quả thế nào. Vì vậy cậu vẫn luôn canh giữ bên cạnh, dốc hết sức giúp đỡ, quan sát kỹ càng. Đại trận dược lực chuyển động trong thân thể Long Khiếu Thiên, theo quá trình tiếp xúc, thuận lợi khai thông 6 đạo mạch, 6 đạo mạch này có một huyền mạch, còn lại đều là tử mạch.
khai thông được 6 đạo mạch, cộng thêm hiệu quả thần kỳ của bát môn kim thủy đan, tư chất của Long Khiếu Thiên bỗng chốc nâng cao lên trình độ trước giờ chưa từng có, vượt xa lúc trước. Thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Long Khiếu Thiên đã thích ứng với thay đổi từ thân thể, anh ta mở mắt, được Ngô Bình mời về chỗ cũ. Vừa đi ra, Long Khiếu Thiên không nói một câu gì chỉ quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, Ngô Bình vội đỡ anh ta dậy, nói cậu Long làm gì vậy? Viên mắt Long Khiếu Thiên ửng đỏ, nói, đại ơn đại đức của cậu Ngô, Long Khiếu Thiên tôi cả đời này cũng không quên. Ngô Bình cười nói, cậu Long không cần như vậy. Long Khiếu Thiên, nếu cậu Ngô không chê, thì Long mỗ nguyện ý làm anh em với anh. Ngô Bình cười nó, đương nhiên là được. Anh Ngô, tôi cảm thấy tư chất của mình đã tăng lên vượt bậc, nhưng vẫn không biết lên đến cấp bậc nào, vì vậy tôi muốn quay về gia tộc ngay, dùng tài nguyên của gia tộc tiến hành khảo nghiệm chính xác. Ngô Bình, vậy được, hy vọng lần này anh Ngô có thể khiến người ta kinh ngạc. Long Khiếu Thiên cười ha ha, anh Ngô, chuyện anh nói cứ vậy đi, tôi không so đo. Long Khiếu Thiên vui vẻ muốn về nhà, nói mấy câu với Ngô Bình, cũng chẳng đợi Dư Quảng Hạ mà rời đi trước. Dư Quảng Hạ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói, cậu Ngô, không ngờ anh thật sự có bát môn kim thủy đan hoàn chỉnh, bây giờ chắc chắn Khiếu Thiên sẽ được gia tộc coi trọng, nhà họ Long từ nay cũng có hy vọng rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì nhà họ Long chắc chắn sẽ đến nhà tạ lễ. Ngô Bình, tình hình anh thế nào rồi? Năm đó Dư Quảng Hạ không thể trở thành thế tử, lại nán. Lại hạ giới nhiều năm như vậy, lần này quay về, chỉ sợ sau này cũng không dễ sống. Dư Quảng Hạ cười nói, tôi vẫn ổn. Hơn nữa không bao lâu nữa, cha tôi sẽ trao lại vị trí thế tử cho tôi. Ngô Bình, ồ. Dư Quảng Hạ, quan hệ giữa tôi và Long Khiếu Thiên rất tốt, bây giờ cậu ấy khỏe lên rồi, cha cũng không thể không cân nhắc đến quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt. Dư Quảng Hạ, dạo này tôi cũng nghe thấy danh tiếng của cậu Ngô, bây giờ cậu Ngô đã là đệ tử trọng tâm của Thái Hoàng Giáo, nhận Tam Đại Kiếm Tôn làm vi sư. Ngô Bình cười nói, tin tức lan nhanh thật. Loại chuyện xuất hiện thiên kiêu như vậy, các thế lực lớn như chúng tôi đều rất quan tâm, gia tộc tôi cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, thập đại tiên giới gần đây cũng xuất hiện một kiểu tuyên truyền tin tức mới tương tự với báo chí ở giới thế tục, chúng tôi gọi là tiên giới thời vấn. Ngô Bình vừa nghe thì lập tức hứng thú, hỏi, là thế nào? Dư Quảng Hạ lấy một miếng ngọc to chừng bàn tay, ngón tay lướt bên trên bỗng phóng ra một luồng sáng, chiếu lên không trung những hình ảnh và ký tự, chỉ là không có âm thanh. Ngô Bình nhìn một lát, phát hiện thứ này cũng không khác gì với điện thoại, hơn nữa sử dụng cũng tiện hơn, tiên tiến hơn. Dư Quảng Hạ thấy Ngô Bình cũng chưa từng dùng bèn cười nói, trong tay tôi có mấy cái này tặng cho anh vập. Ngô Bình, ồ, cảm ơn. Dư Quảng Hạ lướt một lúc, tìm được khu vực tin tức, bên trong đầu là những chuyện xuất hiện thiên kiêu ở các đại tiên giới, giới thế tục, anh ta mau chóng tìm được tin liên quan đến cậu. Xem một lúc, cậu cười nói, tin này có thể tin được 7 phần. Dư Quảng Hạ, ngọc còn có thể ghi lại hình ảnh, cũng có thể chỉnh sửa thủ công ký tự và hình ảnh, ảnh chụp, gửi cho người viết tin, anh ta sẽ dựa theo mức độ quan trọng của tin tức mà đưa ra một phần thưởng nhất định. Ngô Bình cảm thấy thứ này cũng khá thú vị, lập tức giữ lấy. Dư Quảng Hạ cũng phải quay về chuẩn bị cho vị trí thế tử, nói chuyện một lát rồi cáo từ. Sau khi hai người này rời đi, Liễu Mi và Liễu Quyền lại cảm tạ Ngô Bình, nếu không phải Ngô Bình ra tay thì cuối cùng bọn họ chỉ có thể đồng ý điều kiện mà Long Khiếu Thiên đưa ra. Ngô Bình, hai người không cần khách sáo. Nói mấy câu, Liễu Quyền lập tức nói, Mi Nhi, em đi cùng cậu Ngô đi, anh về trước đây. Rất rõ ràng, Liễu Quyền thân là anh trai cũng nhìn ra được em gái có ý với Ngô Bình, cũng có lòng thành toàn. Tuy em gái là thánh nữ, nhưng so với Ngô Bình thì còn kém rất nhiều. Trong lòng Tsukishi Sakura ít nhiều cũng có chút thất vọng, lúc trước cô ta nói không muốn dựa vào đàn ông để đi lên, nhưng nếu người đàn ông đó quá ưu tú, thì cô ta có do gì từ chối chứ? Nhưng bây giờ Liễu Mi đã đi trước cô ta một bước, trong lòng cô ta cũng khó tránh có chút ghen tị. Liễu Mi cười nói, biết rồi, anh về nhà trước đi. Liễu Quyền rời đi, Liễu Mi nói với Tsukishi Sakura, chị, mấy hôm nay em không thể bên cạnh chị rồi. Tsukishi Sakura khẽ thở dài trong lòng, nói, không sao, vốn dĩ chị cũng không có chuyện gì, chỉ là đến bên này xem thử thôi. Nghe Minh trưởng lão nói,
Cô Tsukishi là hoàng tộc, Ngô Bình hỏi. Liễu Nghi cười nói, chị ấy là quận chúa của hoàng triều thần nhãn U Thiên Tiên Giới, cha chị ấy là một vị thân vương. Ngô Bình, hoàng triều thần nhẫn sao? Cậu có chút ấn tượng, lúc trước khi đến Thiên Nhạc Tông cùng Đào Thành, thì có nghe ông Đào nhắc đến. Nhưng theo bọn như bọn họ nói, hoàng triều thần nhẫn đã bị diệt quốc từ hơn trăm năm trước rồi, chỉ còn một vài con cháu hoàng triều còn sống, di tản khắp các nơi. Tsukishi Sakura lạnh nhạt nói, hoàng triều thần nhẫn từ lâu đã không còn rồi, tôi cũng không phải hoàng tộc gì. Ngay, cả thân vương của cha tôi cũng chỉ là hư danh mà thôi. Liễu Nghi chị, hoàng triều thần nhẫn nhất định sẽ rạng danh lần nữa. Tsukishi Sakura bỗng có chút ủ rũ, nói, hy vọng vậy đi. Tiểu Nghi, em và cậu Ngô nói chuyện đi, chị còn có việc, đi trước đây. Cô ta nói đi là đi. Liễu Nghi chỉ đành tiễn cô ta ra ngoài quân tử lâu. Quay về, Liễu Nghi nói, cậu Ngô, viên bát môn kim thủy đan kia, tôi nhường cho chị Sakura rồi. Ngô Bình ừ một tiếng, đồ là của cô có quyền xử lý nó. Liễu Nghi khẽ thở dài, nói thân thế chị Sakura rất thảm, lúc nhỏ khi chị ấy còn trong bụng mẹ đã bị người ta truy sát rồi, kẻ địch giày kéo chị ấy ra, chuẩn bị cho thú hoang ăn thì may mắn được một trưởng lão thiên trần giáo đi qua cứu chị ấy. Gần đây, người của hoàng triều chuẩn bị phục quốc, muốn mượn chút sức lực bên ngoài, vì vậy bọn họ không ngừng sắp xếp một vài người đàn ông ưu tú cho chị Sakura. Minh Duệ cũng là người của hoàng triều thần nhẫn, Ngô Bình lập tức hỏi. Liễu Nghi, cô ấy từng là một quan lớn hoàng triều thần nhẫn, bây giờ là thừa tướng. Cha của Tsukishi Sakura không phải thân vương sao? Liễu Nghi cười khổ, cha của chị Sakura đã hôn mê nhiều năm. Không có thân phận thân vương nhưng chuyện gì cũng không làm được, càng không thể bảo vệ được chị Sakura. Ra là tôi gặp cô ấy. Ngô Bình nói, chẳng trách Minh Duệ cứ muốn. Liễu Nghi cười nói, lúc trước tôi giả vờ là chị Sakura, thật ra cũng là muốn thay chị ấy gánh phần rắc rối này. Ngô Bình nhìn cô ta, cô thấy tôi là rắc rối sao? Liễu Nghi vội xua tay, không phải. Bây giờ tôi rất thích cậu Ngô. Nói xong, thân thể mảnh khảnh lại gần Ngô Bình. Khiến cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại. Ngô Bình không ngờ cô ta lại lớn gan như vậy, bất giác lùi xa một bước, cậu ho khan nói, cô Liễu, thể chất cô bất phàm, là thiên mi chỉ thân trong triệu người chỉ có một, đàn ông bình thường không thể kiềm chế được nội tâm, tốt nhất cô. Cậu Ngô sợ không khống chế được bản thân sao? Cô ta căn môi, khẽ hỏi. Ngô Bình nghiêng đầu, cười khổ nói, cô Liễu, tôi còn có chút chuyện, e rằng phải đi trước. Liễu Nghi vội vàng kiềm chế lại, nhếch miệng cười, là Mi Nhi không tốt, xin công tử đừng đuổi tôi đi. Ngô Bình không hiểu gì về Liễu Nghi, bèn hỏi cô ta, cô Liễu, lúc trước cô nói là thánh nữ của đại diễn giáo, ý nghĩa của thánh nữ là gì? Liễu Nghi bỗng im lặng chốc lát rồi nói, sau khi tu vi đạt đến tiêu chuẩn thì sẽ hiến tế cho thánh vương đại diễn. Ngô Bình ngạc nhiên, hiến tế gì? Liễu Nghi khẽ thở dài, thân thể, linh hồn, tất cả mọi thứ. Đương nhiên, không phải mọi thánh nữ đều sẽ được hiến, dù sao để được hiến tế cũng phải đáp ứng một vài điều kiện. Cứ mười mấy thánh nữ, cuối cùng chỉ có một đến hai người được hiến tế, người không được hiến tế thì được đưa vào đại diễn thánh cảnh, trở thành người hầu của thánh tôn. Đại diễn thánh cảnh là nơi nào? Ngô Bình hỏi, sau khi đi vào còn có thể đi ra không? Liễu Nghi lắc đầu, đại diễn thánh cảnh là một vùng đất kỳ dị, đại diễn giáo thông qua việc hiến tế để có thể có được bảo. Bối và công pháp từ bên trong, đại diễn giáo có thể có được thành tựu như hôm nay là do giáo chúng dùng hình thức hiến tế này qua các thời đại. Ngô Bình cảm thấy rất thần kỳ, hiến tế thì có thể có được. Công pháp và bảo bối sao? Liễu Nghi gật đầu, hơn nữa sau vô số lần thử nghiệm, đại diễn giáo phát hiện thông qua việc hiến tế một cô gái xinh đẹp phù hợp với yêu cầu nhất định, công pháo và bảo bối mà đại diễn thánh cảnh cung cấp sẽ càng trân quý hơn. Nói như vậy. Bọn họ không chỉ hiến tế thánh nữ, mà còn có thứ khác nữa. Ngô Bình hỏi. Không sai, thánh nữ là một hiến tế long trọng, một khi thành công thì đại diễn giáo có thể có được công pháp rất mạnh, hoặc bảo bối lợi hại. Nếu thất bại, thì thứ nhận được sẽ khá bình thường, ngoài hiến tế thánh nữ còn hiến tế một vài huyết thực, ví dụ như trẻ em cả nam hoặc nữ. Ngô Bình nheo mắt, đại diễn giáo sẽ còn hiến tế người sống sao? Liễu Nghi, mỗi tháng hiến tế 3.000 bé trai và 3.000 bé gái, trong những ngày đặc biệt, số người có khi nhiều hơn gấp bội. Những người này ở đâu ra?
Đại diễn giáo bỏ tiền ra mua về từ khắp các nơi, có vài người do nhà nghèo khổ, để kiếm được một khoản tiền nên nguyện ý bán con mình, để bọn họ đi hiến tế. Nói đến đây, vẻ mặt Liễu Nghi có chút bất đắc dĩ, có vài người vì tiền mà vứt bỏ thân sinh cốt nhục của mình. Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói, thế gì kiểu người nào không có chứ? Lớn như vậy, có. Liễu Nghi thở dài, nói, nhưng cho dù thế nào, hiến tế sinh mệnh vô tội là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Ngô Bình, thực lực đại diễn giáo thế nào, so với thiên trần giáo thì sao? Thực lực đại diễn giáo tương đương với thiên trần giáo, mặc dù căn cơ đại diễn giáo không bằng thiên trần giáo. Thế nhưng thiên trần giáo có được pháp bảo và công pháp hùng mạnh thông qua việc hiến tế. Pháp bảo thế nào? Ngô Bình cảm thấy hứng thú. Liễu Nghi lấy ra một sợi dây màu đỏ, nói, đây là một trong những pháp bảo có được nhờ hiến tế, tên Phược Yêu Lăng, khi sử dụng có thể trói giết được yêu vật, uy lực rất mạnh. Đây là do đại diễn giáo tặng thưởng sau khi tôi trở thành thánh nữ. Ngô Bình nhận lấy sợi dây đỏ, cảm nhận bên trên có một luồng sức mạnh kỳ lạ, luồng sức mạnh này lại khá giống với cấm kỵ chi lực, nhưng cũng có điểm khác biệt. Lúc này, một con mèo đen xuất hiện trên vai Ngô Bình, mắt nó nhìn chằm chằm vào sợi dây, trong đầu Ngô Bình vang lên giọng nói của nó. Cậu Ngô, đây là vật trong cấm nguyên. Ngô Bình hỏi nó, cấm nguyên là gì? Nơi sản sinh ra cấm kỵ, nhưng bình thường cấm nguyên chỉ có thể sinh ra một loại cấm kỵ, có thể tạo ra được hai loại cấm kỵ thì cực kỳ hiếm. Nhưng tôi cảm nhận trên sợi dây đỏ này có đến ba loại cấm kỵ chỉ lực khác nhau. Ngô Bình kinh ngạc, ba loại. Mèo đen, cậu Ngô, đại diễn giáo mà cô gái nói này nói lại có liên quan đến cấm nguyên, cậu nhất định phải đến cấm nguyên một chuyến. Đến đó, cậu có thể hấp thụ được năng lượng trước khi cấm kỵ hình thành, như vậy sẽ giúp cậu mở được cấm kỵ của nhân tộc. Ngô Bình giật mình, cấm kỵ nhân tộc. Sau này cậu muốn tu luyện trúc cơ cấp 4, thì bước đầu gọi là giác tỉnh. Sau khi giác tỉnh, trong thân thể sẽ sản sinh ra hạt giống cấm kỵ. Sau đó có thể dựa vào việc hấp thụ các loại cấm kỵ chỉ lực để phát triển nảy mầm, cắm rễ, sau đó trở thành cấm kỵ nhân tộc. Mèo đen nói, mỗi một loại sinh linh mạnh mẽ, đều có cơ hội tạo ra cấm kỵ, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Cửu dương hóa cấm của cậu cộng thêm sức mạnh cấm nguyên, có thể tăng tốc quá trình này. Ngô Bình hỏi Liễu Nghi, người ngoài có thể vào được thánh cảnh đại diễn không? Mặc dù thánh cảnh đại diễn bị đại diễn giáo khống chế nhưng họ lại không kiểm soát chặt, vì không có ai có thể sống sót ra khỏi đớ. Cô ta nói đến đây thì kinh ngạc nhìn sang Ngô Bình, lẽ nào công tử muốn đến thánh cảnh đại diễn sao? Ngô Bình cười, nói tôi muốn vào xem thử, rốt cuộc bên trong có gì thần bí mà lại có thể có được bảo bối từ việc hiến tế. Liễu Nghi vội nói, công tử, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, tốt hơn đừng nên đi. Ngô Bình không nói thêm gì nữa, cậu nghĩ đến thân phận đặc biệt của Liễu Nghi thì hỏi, cô Liễu, từ nhỏ đến lớn, cô có điểm gì đặc biệt không? Liễu Nghi ngây ra, nói, điểm đặc biệt sao? Hình như từ nhỏ đến lớn tôi luôn rất may mắn. Lúc tôi 3 tuổi, anh trai dắt tôi đi cào vé đổi thưởng, không ngờ tôi đã cào trúng mấy trăm ngàn, sau đó tôi mua vé số mấy lần cũng đều trúng hết, nhiều nhất trúng được 370 triệu, dần dần một thời. Còn nữa, những thứ mà tôi muốn có thì đều có được, cứ như nó tự động tìm đến tôi vậy. Ngô Bình càng khẳng định cô ta chính là một trong số những người đẹp trong sách hơn. Lúc hai người họ đang nói chuyện thì bỗng có một người từ trên trời đáp xuống, xuất hiện trong sân. Đó là một nam tu, anh ta vừa xuất hiện thì lâu chủ của quân tử lâu, Phương quân tử liền chặn đường. Này anh bạn, quân tử lâu là chỗ riêng tư, mời anh đi chơi. Người đó liếc mắt, lạnh lùng nói, gì mà quân tử lâu, có biết tôi là ai không? Liễu Nghi và Ngô Bình nghe ồn ào thì ra ngoài. Ngô Bình nhìn ra thì thấy người đó tầm chưa đến 30 tuổi, bộ đồ màu đỏ, tóc tai rối bời, chiếc cằm dài cùng đôi mắt hí, mặt trắng, không râu, khiến người ta có cảm giác rất lạnh lùng. Liễu Nghi nhìn thấy anh ta thì kinh ngạc, nói, Phàn sư huynh, sao anh lại đến đây? Vị Phàn sư huynh đó nhìn Liễu Nghi chằm chằm, dập dữ nói, Liễu Nghi, em to gan lắm, dám hẹn hò riêng với nam tu ở bên ngoài, không sợ trưởng lão Tê luật chỉ tội ý gạch dưới sao? Liễu Nghi ngơ ngác, vội giải thích, Phàn sư huynh, tôi đến đây để mời Ngô công tử giúp đỡ. Người đó vốn không hề nghe giải thích, nghiêm nghị nói, Liễu Nghi, lập tức đi theo tôi, nếu không sẽ xử lý theo giáo quy. Phương quân tử không thể kìm nén cơn giận trong lòng được nữa,
lạnh lùng nói, người của đại diễn giáo cũng có thể ngông cổng ở đây sao? Cút ra ngoài đi. Anh ta vừa dứt lời thì một luồng uy áp đáng sợ giữ chặt lấy đối phương, vị phàn sư huynh đó giận dữ đáp với vẻ mặt không cảm xúc, hỗn xược. Sau lưng anh ta xuất hiện một chiếc bóng khổng lồ, đen như mực, trong bóng đen đó có vô số những cánh ai trắng bệch, mỗi cánh tay đều có một con mắt kỳ quái trong lòng bàn tay. Những con mắt trên những cánh tay đó liền hướng hết về phía Phương Quân Tử. Mặt Phương Quân Tử tối sầm, dường như có một luồng sức mạnh kỳ quái đang muốn nuốt chửng anh ta. Lôi! Phương Quân Tử bình thản, thốt ra một chữ, sấm sét liền vang lên xung quanh, đánh tan sức mạnh kỳ lạ đó, đồng thời có mấy tia chớp to bằng cánh tay cũng đánh trúng bóng đen đó. Bóng đen méo mó, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thì quay lại trong cơ thể của phàn sư huynh. Mấy tia khói đen bốc lên trên đỉnh đầu anh ta phun ra một ngụm máu đen, sau đó nhìn Phương Quân Tử chằm chằm. Phương Quân Tử nói với vẻ mặt không cảm xúc, lôi thuật của tôi có khả năng sát thương thần hồn, tốt nhất anh nên về nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ phải tự gánh hậu quả. Phàn sư huynh nhìn Ngô Bình, lạnh lùng nói, anh có ý đồ xấu với thánh nữ của đại diễn giáo thì chết chắc rồi. Ngô Bình không làm gì cả, chỉ nói với Liễu Mi mấy. Huyền Câu mà đã bị uy hiếp như thế rồi, cậu cười khẩy, bước đến trước mặt phàn sư huynh, đưa tay lên tát cho anh ta một bạt tai. Bạt tai đó đánh quá đỉnh, phàn sư huynh không kịp né, mặt ăn nguyên một tát. Anh là cái thá gì mà cũng dám hống hách trước mặt tôi. Cái tát đó khiến phàn sư huynh tái mặt, lảo đảo, gần như ngất xỉu. Huyền Phương Quân Tử giật mình, cảm giác nếu đổi lại là mình thì cũng không tránh được cái tát lúc nãy của Ngô Bình. Hình như khi cậu tát cái tát đó, trời đất cũng tối sầm lại, cứ như có một ngọn núi lớn đè xuống, khiến người ta phải thấy tuyệt vọng. Anh! Phàn sư huynh vừa kinh ngạc vừa tức giận, máu trong miệng phun ra vừa răng vừa máu. Phàn sư huynh thấy mình không thể kiếm chát được, gì ở chỗ này thì dậm chân, bay khỏi Quân Tử lâu. Phương Quân Tử vội xin lỗi Ngô Bình, Ngô Công Tử, thật sự xin lỗi, là chúng tôi làm việc chưa chu đáo. Ngô Bình khá thích cách hành xử lúc nấy của Phương Quân Tử, cậu nói, chuyện này không liên quan đến Quân Tử lâu, tôi sẽ xử lý. Phương Quân Tử cười, nói, người lúc nãy tên là Phàn Thăng, là đệ tử tinh anh của đại diễn giáo. Liễu Mi giật mình, Phương lâu chủ cũng quen anh ấy sao? Phương Quân Tử, mấy ngày trước anh ta từng đến đây, vì vậy tôi biết anh ta. Liễu Mi bất ngờ, anh ấy đến làm gì? Phương Quân Tử cười. Nói, chúng tôi phải giữ bí mật chuyện của khách hàng. Ngô Bình là người thông minh cỡ nào, cậu suy nghĩ rồi hỏi, là Long Khiếu Thiên đúng không? Phương Quân Tử cười và không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Liễu Mi liền hiểu ra, chuyện gia đình mình gặp rắc rối có đến 8 phần là có liên quan đến Phàn Thăng, nhưng tại sao anh ta phải làm như thế? Ngô Bình hỏi, cô Liễu, Phàn Thăng đó có gốc gác? Thế nào? Liễu Mi, bố anh ấy là trưởng lão của đại diễn giáo, mặc dù tư chất của anh ấy bình thường nhưng lại có rất nhiều tài nguyên, vì vậy tu vi rất cao. Trong tay anh ấy còn có hai pháp bảo của thánh cảnh đại diễn. Ngô Bình, vậy có phải anh ta có ý với cô Liễu không? Liễu Mi nhìn xuống, nói anh ấy từng nói thích tôi, muốn tôi làm người yêu của anh ấy, sau này anh ấy sẽ nghĩ cách gỡ bỏ thân phận thánh nữ của tôi. Ngô Bình gật đầu, vậy thì đúng rồi. Chắc gần đây anh ta luôn theo dõi cô, việc anh trai cô gặp rắc rối có đến 8-9 phần là có liên quan đến anh ta. Chắc anh A muốn gây rắc rối cho cô, sau đó vào thời khắc quan trọng nhất sẽ đứng ra giúp cô giải quyết. Chỉ là không ngờ lại có người giúp cô giải quyết rắc rối rồi. Liễu Nghi nghe Ngô Bình nói thì vừa bất ngờ vừa tức giận, nói tên Phàn Thăng này thật quá đáng ghét. Ngô Bình, anh ta lập mưu không thành công, xấu hổ quá hóa giận, nên mới chạy đến gây rắc rối cho cô. Liễu Mi thở dài, tôi gặp phải người thế này đúng là xui xẻo. Ngô Bình, sau này ở đại diễn giáo, chắc chắn anh A sẽ còn gây rắc rối cho cô nữa, vì vậy lúc nãy tôi đã dùng cấm chế trên người anh ta. Sau một khoảng thời gian, anh ta sẽ vô cùng đau đớn, cơ thể thối rữa, đến lúc đó, cô hãy cho anh ta một viên đan dược, uống xong thì có thể khỏe được 10 ngày, sau 10 ngày sẽ lại tiếp tục đau đớn. Liễu Mi tròn mắt, trong lòng càng cảm thấy khâm phục Ngô Bình hơn. Phương Quân Tử cười, nói, Ngô Công Tử, tôi có một đề nghị. Ngô Bình, mời nói. Phương Quân Tử nói, nghe nói Công Tử luyện đan ở đây, không biết đan dược của Công Tử có thể bán qua tay Quân Tử lâu không?
Ngô Bình hứng thú, quân tử lâu cũng bán đan dược sao? Phương quân tử cười, nói, việc làm ăn của quân tử lâu rất đa dạng, bán đấu giá là một trong số đó. Ngoài ra chúng tôi còn giúp khách hàng thu thập tin tức, chẳng hạn như công tử muốn tìm một người, nhưng lại không tìm được, vậy thì giao cho chúng tôi làm. Hoặc công tử cần một loại dược liệu nhưng lại không mua được, cũng có thể tìm đến chúng tôi. Lúc này Ngô Bình mới biết quân tử lâu này nên buôn bán tin tức thì mới phải, cậu gật đầu, nói, trong ai tôi vẫn còn một viên bát môn kim thủy đan, có thể gửi bán ở đây. Mắt Phương quân tử sáng lên, anh ta nói, công tử yên tâm, chúng tôi sẽ dùng hình thức đấu giá, bán với giá khiến công tử hài lòng. Ngô Bình cũng chỉ ước chừng giá trị của bát môn kim thủy đan, cậu cũng rất muốn biết viên đan này có thể bán được giá bao nhiêu ở buổi đấu giá, thế nên cậu hỏi, khi nào đấu giá bắt đầu. Phương quân tử, tối nay có một cuộc đấu giá. Ngô Bình rất hứng thú với đấu giá bèn hỏi, buổi đấu giá tối nay có những bảo vật nào thế? Phương quân tử lập tức lấy một danh sách đấu giá ra nói, cậu cứ xem qua. Ngô Bình liếc mắt nhìn, không có món đồ nào khiến cậu cảm thấy hứng thú, cậu gật đầu, vậy tối nay đấu giá đi. Phương quân tử cười nói, bát môn kim thủy đan nhất định sẽ trở thành bảo vật áp chót tối nay. Ngô Bình, buổi tối tôi lại đến, việc còn lại đành nhờ lâu chủ Phương rồi. Cậu và Liễu Mi chào Phương quân tử, Ngô Bình đến thôn Lục Gia. Mấy ngày nay cậu còn phải sẽ hướng dẫn Lục Tinh Xương và Cổ Thanh Liên tu luyện. Về đến thôn Lục Gia, Ngô Bình mới biết Cổ Thanh Liên không có ở đó, hỏi ra thì được biết Cổ Thanh Liên có việc gấp phải về nhà họ Gổ vào nửa tiếng trước. Có chuyện gì gấp đến thế, Ngô Bình cảm thấy không yên tâm, thế là gọi cho Cổ Thanh Liên. Cổ Thanh Liên ở đầu bên kia điện thoại thấp giọng nói, em có thể đến đây một chuyến không? Muốn nhờ, em giúp một chuyện. Ngô Bình cười nói, không thành vấn đề, chuyện của chị cũng là chuyện của em. Cổ Thanh Liên hơi ngại nói, bố chị có ý muốn nói cho bên ngoài biết em là con rể của nhà họ Cổ, đồng thời công khai thân phận của em. Ngô Bình biết chắc chắn là đứa con rể nhà họ Âm đã đến, hơn nữa muốn ra tay chống lại nhà họ Cổ. Nhà họ Cổ vì sợ hãi nên muốn mượn thế lực của cậu để trấn áp con rể nhà họ Âm. Suy xét một lúc, cậu nói, chuyện nhỏ, em lập tức đến đớ. Lúc này người nhà họ Cổ đang tập trung lại với nhau, gia chủ Cổ Linh Đàm và những người quan trọng trong gia đình như Cổ Kiếm Nam đều ở đây. Cổ Linh Đàm thi thoảng nhìn Cổ Thanh Liên, cuối cùng hỏi, Thanh Liên, cậu Ngô có đồng ý giúp chúng ta không? Cô của Cổ Thanh Liên Cổ Hồng Ngọc đã thay đổi cách nhìn, bà ta nói, gia chủ yên tâm, cậu Ngô rất thích Thanh Liên, chắc chắn sẽ giúp chúng ta. Cổ Thanh Liên nhìn bố mình Cổ Kiếm Nam rồi nói, mọi người yên tâm, con đã liên lạc với Ngô Bình, cậu ấy sẽ đến ngay. Lúc này có người vội vàng chạy vào báo, cậu Bạch đến. Cổ Linh Đàm hỏi, cậu Bạch nào thế? Hắn là người đến cùng với Âm Ngọc Quỳnh đấy. Nghe thế, Cổ Hồng Ngọc thở dài, con rể nhà họ Âm đến tận cửa rồi. Âm, cánh cửa nhà họ Cổ bị một lực khá mạnh đá văng ra, tấm cửa văng ra thành vô số mảnh. Những cây lớn và hòn non bộ trong sân bị đập nát, thậm chí có một số còn bay vào trong phòng khách, đập nát cửa sổ. Cổ Kiếm Nam lập tức lao ra khỏi sân thì nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ màu vàng dẫn theo một người phụ nữ sải bước đi vào. Người đàn ông mặc đồ vàng tỏ vẻ tự cao tự đại, hắn nhìn đám người Cổ Kiếm Nam, lạnh lùng hỏi, ai là gia chủ nhà họ Cổ? Cổ Linh Đàm bước ra, trầm giọng nói, là tôi, cậu là ai, tại sao lại xông vào nhà họ Cổ? Người đàn ông hừ một tiếng, nói tôi họ Bạch, Bạch Kinh Vũ, đệ tử xuất sắc của Thần Lan Tông. Cậu Bạch đến nhà họ Cổ có chuyện gì sao? Cổ Linh Đàm biết rõ nhưng vẫn hỏi. Bạch Kinh Vũ lạnh nhạt nói, tôi nghe bố vợ tôi nói, nhà họ Cổ các ông tìm được một chỗ dựa rồi chèn ép nhà họ Âm. Tôi thân là con rể nhà họ Âm, dĩ nhiên không thể đứng ngoài nhìn. Cậu muốn thế nào? Cổ Kiếm Nam cao giọng hỏi. Bạch Kinh Vũ liếc mắt qua nhìn Cổ Thanh Liên. Cổ Thanh Liên cực kỳ xinh đẹp, hai mắt hắn sáng lên nói, vị này là Cổ Thanh Liên người phụ nữ xinh đẹp nhất nhà họ Cổ nhỉ. Tôi đang chuẩn bị cưới thêm một cô vợ nhỏ, cô ta đi theo tôi đi. Đối phương nói không hề kiêng kỵ ai, Cổ Thanh Liên bước ra nói, tôi khuyên anh Bạch về ngay, nhà họ Cổ tôi không phải người anh có thể chọc vào. Vừa nghe thế, Bạch Kinh Vũ sửng sốt, Âm Ngọc Quỳnh bật cười, nhưng tiếng cười lại đầy vẻ giễu cợt, Cổ Thanh Liên. Cô cho rằng tôi không biết thân phận của người đó sao? Tôi đã nghe ngóng trước rồi, đệ tử chân truyền Liên Sơn Tông, tôi nói đúng chứ? Đúng thật là Ngô Bình từng có thân phận,
nhưng cô ta không biết, bây giờ Ngô Bình không chỉ là đệ tử của Liên Sơn Tông, mà còn là đệ tử nòng cốt của Thái Hoàng Giáo, và là đệ tử xuất sắc của Chí Tôn Kiếm Đường. Cổ Thanh Liên cười ẩn ý nhìn cô ta, tin tức của anh cũng không đúng lắm nhỉ. Âm Ngọc Quỳnh nhíu mày, ý cô là sao? Lẽ nào tôi nói không đúng à? Cổ Thanh Liên lười nói nhiều với cô ta, vẫn là câu nói đó, bây giờ các người đi vẫn còn kịp. Cô ta biết rõ Ngô Bình mạnh thế nào, ở trước mặt Ngô Bình, Bạch Kinh Vũ này chẳng là cái gì cả. Bạch Kinh Vũ bị thái độ của Cố Thanh Liên chọc tức, nghiêm mặt nói, con đê tiện này hỗn láo, nói rồi, hai chân hắn trượt sát đất, thoáng chốc đã đến trước mặt Cổ Thanh Liên, vươn tay bóp lấy cần cổ xinh đẹp của cô a. Ngay khi Bạch Kinh Vũ vừa ra tay, Cổ Thanh Liên cũng cử động, bàn tay vung lên đánh vào cổ tay Bạch Kinh Vũ. Hắn hừ một tiếng, mấy vết máu xuất hiện trên cổ tay hẳn, đồng thời một luồng sức mạnh hung hãn xuyên thấu vào tận xương tủy, khiến cả người hắn đau nhức. Cô dùng cái gì vậy? Bạch Kinh Vũ vội lùi về sau, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Thanh Liên thi triển truyền thừa của nhà họ Cổ, hơn nữa những truyền thừa này được Ngô Bình hoàn thiện bằng cách sử dụng gương lăng thiên, là một công pháp rất mạnh. Ngoài ra, Cổ Thanh Liên đã mở đạo, mạch, sử dụng thần lô, thực lực tăng lên rất nhiều, đến mức cao thủ như Bạch Kinh Vũ bị trúng đòn. Cổ Thanh Liên nói, tôi dùng công pháp của nhà họ Cổ. Bạch Kinh Vũ hừ một tiếng, một gia tộc thế tục nhỏ bé mà lại dám ra tay với đệ tử xuất sắc của Đại Tông, tôi lập tức thông báo trong tông môn, phái cao thủ đến tiêu diệt các cô. Đến lúc đó, cả tông môn của các cô sẽ không còn ai còn sống. Bản lĩnh nói khoác của anh còn mạnh hơn thực lực của anh đấy, Ngô Bình bỗng xuất hiện ở trước cổng. Nhìn thấy anh, người nhà họ Cổ thở phào, Cổ Thanh Liên bước đến nói, Ngô Bình. Sau đó cô ta chỉ vào Bạch Kinh Vũ, nũng nịu nói, anh ta muốn bắt em đi làm vợ nhỏ cho anh ta. Ngô Bình nhìn Bạch Kinh Vũ, lạnh nhạt nói, anh muốn cưới bạn gái tôi. Ngô Bình vừa xuất hiện, Bạch Kinh Vũ đã cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ và khí phách siêu phàm. Đây không phải là thứ mà đệ tử tông môn bình thường có thể sở hữu. Đáy lòng hắn trùng xuống, cao giọng nói, anh là ai? Cổ Thanh Liên kiêu ngạo nói, cũng chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì, anh ấy chỉ là một đệ tử nòng cốt bình thường của Thái Hoàng Giáo thôi. Vừa nghe đến ba chữ Thái Hoàng Giáo, đôi chân của Bạch Kinh Vũ đã mềm nhũ, cộng thêm tin tức đệ tử nòng cốt này, sắc mặt hẳn thay đổi, vội cúi đầu chào Ngô Bình, tôi vừa rồi đã đắc tội, xin anh lượng thứ. Trước mặt các đại giáo, nhất là một sự thế lực siêu cấp có các cao thủ cấp hỗn độn như Thái Hoàng Giáo, tông môn chẳng là gì, cũng không thể đắc tội được, thế nên Bạch Kinh Vũ lập tức nhượng bộ. Ngô Bình mặc kệ hắn, xoay người hỏi Cổ Kiếm Nam, bác Cổ, thế lực của nhà họ Âm ở tỉnh thế nào? Cổ Kiếm Nam biết rất rõ điều này, nói, nhà họ Âm kiểm soát rất nhiều việc kinh doanh, một số băng nhóm cũng bị họ khống chế. Có thể nói, thế lực của nhà họ Âm trong tỉnh đã vượt qua nhà họ Gổ. Ngô Bình gật đầu, sau đó nhìn Bạch Kinh Vũ nói, tôi cho anh 3 ngày, anh phải thuyết phục nhà họ Âm bỏ hết tài sản, cút ra khỏi tỉnh. Nếu anh không làm được, tôi sẽ đánh chết anh. Nói đến hai chữ đánh chết, cả người Bạch Kinh Vũ run lên. Đúng vậy, tôi nhất định sẽ khuyên răn, anh ta vội nói. Từ sớm Âm Ngọc Quỳnh đã ngây ra, cô ta nghĩ hết mọi cách để được gả cho vị đệ tử tinh anh này là vì muốn anh ta chút giận thay cho nhà họ Âm. Nhưng có thế nào cô A cũng không ngờ được vị trí của Ngô Bình không phải là vị trí mà Bạch Kinh Vũ có thể với tới. Lúc này cô ta không những không thể chút giận thay cho người nhà mà ngược lại còn phải trả giá rất đắt, mắt cô A tối sầm, cô ta ngất lịm đi. Bạch Kinh Vũ không dám nói thêm, chỉ bế Âm Ngọc Quỳnh lên và nhanh chóng rời khỏi nhà họ Cổ. Sau khi Bạch Kinh Vũ rời đi, Cổ Linh Đàm vội nói, Ngô công tử, lần này thật sự rất cảm ơn công tử. Ngô Bình, chuyện nhỏ mà. Nếu sau này có chuyện tương tự xảy ra thì cứ nói tên của tôi ra. Cổ Linh Đàm vui mừng, cảm ơn rối rít. Sau đó, Ngô Bình được Cổ Kiếm Nam mời vào nhà, cười, nói, Ngô công tử, nhà họ Âm sẽ ngoan ngoãn giao hết sản nghiệp ra và rời khỏi thành phố sao? Ngô Bình nói, nếu Bạch Kinh Vũ không điên thì nhất định anh ta sẽ ép nhà họ Âm đồng ý. Cổ Thanh Liên, nhưng ngộ nhớ anh ta bỏ trốn thì sao? Ngô Bình lắc đầu, anh ta sẽ không trốn đâu, tôi biết thân phận của anh ta cũng biết thân phận của tôi. Cổ Kiếm Nam, sau này nhà họ Cổ có công tử làm chỗ dựa thì những kẻ gây rối sẽ không còn dám có ý đồ với chúng tôi nữa. Ngô Bình, căn cơ của nhà họ Cổ ở thế tục, có thể từ từ bồi dưỡng nhân tài.
Cổ Kiếm Nam thở dài, bồi dưỡng nhân tài khó lắm, bao nhiêu năm rồi mà nhà họ Cổ cũng không có được mấy người cho ra hồn, chỉ có Thanh Liên là tạm được thôi. Ngô Bình nghĩ đến việc Kính Lăng Thiên trong tay mình có nguồn gốc ở chỗ này thì suy nghĩ một lúc rồi nói, một gia tộc chỉ cần có được hai nhân vật nổi trội thì gia tộc đó sẽ có thể mạnh lên. Thế này đi, tôi tặng bác hai viên thiên kiêu đan, dùng loại đan dược này có thể bồi dưỡng được một nhân tài ở thế tục. Đương nhiên, sau cùng người đó có thể trưởng thành không thì phải xem vận may và tạo hóa của người đó. Cổ Kiếm Nam vừa bất ngờ vừa vui mừng, thiên kiêu đan. Ngô Bình gật đầu, đan dược này rất nổi tiếng, nhưng lại có rất ít thầy luyện đan có thể luyện được nó. Dù cho có đi nữa thì phẩm chất đan luyện được cũng rất bình thường. Trước đây lúc từ Quảng Hạ đến đã tiện thể giao số đan dược mình tìm được cho cậu. Ngô Bình đã nói cho anh ta biết chỉ cần tìm đủ dược liệu thì sẽ luyện thiên kiên đan cho anh ta. Đồng thời cậu cũng hứa với Lâm Kiếm Phong sẽ tặng anh ta một viên thiên kiêu đan. Lần này cậu vừa hay luyện được mấy mẻ nên đã tặng chúng cho ba người họ. Lúc này, Liễu Mi đang đợi bên ngoài cũng vào nhà. Cổ Thanh Liên nhìn thấy cô gái xinh đẹp này thì có cảm giác bị đe dọa, hỏi em trai, đây là... Ngô Bình nói, Liễu Mi, một người bạn mới quen. Liễu Mi, đây là Cổ Thanh Liên. Tôi là bạn gái của Ngô Bình. Ngô Bình vẫn chưa giới thiệu hết thì Cổ Thanh Liên đã nói giúp cậu. Ngô Bình không phủ nhận, Liễu Mi cũng không nghĩ gì, chỉ là bạn gái thôi mà, có gì hay đâu. Dù sao thì bạn gái cũng có thể đổi mà. Chào chị Cổ, cô ta chỉ cười, Ngô Bình có thể cảm nhận được hai cô gái đang thầm khích nhau, cậu liền nói, tôi vào luyện vài lò đan dược, hai người nói chuyện đi. Cậu tự nhốt mình trong phòng, để hai cô gái ở lại bên ngoài. Hai người họ im lặng một lúc thì Cổ Thanh Liên nói. Cô Liễu là thánh nữ của đại diễn giáo sao? Cổ Thanh Liên có nghe sơ về thân phận của Liễu Mi? Liễu Mi buồn bã đáp, đúng vậy. Cổ Thanh Liên, hèn gì cô lại xinh đẹp như thế, nghe nói thánh nữ đều rất đẹp. Hơn nữa tôi còn nghe nói cuối cùng thánh nữ của đại diễn giáo sẽ bị hiến tế hoặc đưa vào thánh cảnh làm vật hy sinh. Liễu Mi ngẩng đầu lên, bình thản đáp, vì vậy trước lúc đó tôi muốn liều một phen. Cổ Thanh Liên nhìn cô ta chằm chằm, hỏi, liều thế nào? Liễu Mi nói, nếu có một người đàn ông yêu tôi đủ nhiều và bằng lòng nỗ lực vì tôi. Có lẽ tôi có thể thoát khỏi bể khổ. Cổ Thanh Liên ngoảnh đầu đi, bình thản đáp, cô hy vọng Ngô Bình sẽ là người đó sao? Liễu Mi thản nhiên đáp, trực giác của tôi trước giờ luôn rất chuẩn, anh ấy chính là chân mệnh thiên tử của tôi. Trước khi gặp anh ấy tôi đã gặp rất nhiều nam tu ưu tú, trong đó cũng có một số người có cách giúp tôi thoát khỏi thân phận thánh nữ nhưng tôi đều không đồng ý, vì tôi cảm thấy người đàn ông có thể giải cứu cho tôi vẫn chưa xuất hiện. Mãi cho đến khi tôi gặp được Ngô Bình. Cổ Thanh Liên cười lạnh lùng, cô tin vào trực giác đến vậy sao? Biết đâu anh ấy không hề yêu cô. Liễu Mi cười, nói, dù bây giờ không yêu thì sau này cũng sẽ yêu. Con người tôi không dám tự tin về chuyện khác nhưng việc khiến cho một người đàn ông yêu mình thì lại là chuyện không thể nào đơn giản hơn. Cổ Thanh Liên chau mày, ồ. Liễu Mi, thể chất của tôi là thể chất của Thiên Mi. Thật không dám giấu. Đến cả mấy trưởng lão cố vấn của đại diễn giáo cũng thâm cho người chuyển lời đến tôi, chỉ cần tôi chịu gả cho họ thì họ sẽ giúp tôi thoát khỏi trói buộc của thân phận thánh nữ. Cổ Thanh Liên hừ một tiếng, Ngô Bình không phải là một người đàn ông bình thường, sao có thể bị thu hút bởi một thân xác xinh đẹp chứ? Liễu Mi bật cười, tôi cảm thấy cô đã bắt đầu căng thẳng, điều này chứng tỏ tôi đã đúng. Cổ Thanh Liên bình thản nói, tôi chẳng có gì phải căng thẳng cả. Mặc dù tôi và anh ấy quen nhau đã lâu nhưng tôi cũng không chắc có thể giữ được trái tim của anh ấy. Anh ấy là thần long trên trời, sẽ có một ngày bay lên 9 tầng mây, đến lúc đó chỉ có người có thể theo chân được anh ấy mới có thể đi cùng anh ấy xa hơn. Liễu Mi tắt nụ cười, thở dài, không sai. Nếu chúng ta không đủ mạnh và ưu tú thì cũng không cách nào. Cùng anh ấy trải nghiệm nhiều thứ tuyệt vời hơn. Lúc này Ngô Bình đã dồn tâm sức cho việc luyện đan, bắt đầu luyện thiên kiêu đan. Trong ký ức của cậu có cách luyện chế thiên kiêu đan, vì vậy luyện lò đầu tiên đã rất thuận lợi. Lò này cậu luyện được 4 viên đan dược, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm. Lò thứ 2 được 5 viên đan dược, đều là đan cực phẩm. Lò cuối cùng cậu đã thử dùng sức mạnh cửu dương hóa cấm, luyện được 5 viên thiên kiêu đan tuyệt phẩm. Cậu luyện xong đan dược thì đã là hoàng hôn, cậu đẩy cửa bước ra, hai cô gái đồng thời đứng dậy, đồng loạt lên tiếng. Em trai, sao rồi? Công tử,
thành công chưa? Ngô Bình cười, nói, vận may không tồi. Cậu lấy ra hai viên thiên kiêu đan tuyệt phẩm, tặng cho Cổ Thanh Liên và Liễu Mi mỗi người một viên rồi nói, mặc dù đan dược này không bằng bát môn kim thủy đan hoàn chỉnh nhưng hiệu quả của nó cũng không khác mấy. Liễu Mi vui mừng, công tử, quý giá thế này, Liễu Mi không có gì để báo đáp. Ngô Bình, đừng khách sáo, lát nữa còn phải nhờ cô giúp tôi vào thánh cảnh đại diễn mà. Liễu Mi gật đầu, không thành vấn đề. Cổ Thanh Liên nhìn viên đan dược, kinh ngạc nói, tiểu đệ, viên đan dược này trông thật hoàn mỹ, là đan dược cực phẩm sao? Ngô Bình, đan dược tuyệt phẩm, thuộc loại tuyệt bản đấy. Trong thiên hạ không có người thứ hai có thể luyện được một viên đan dược giống hệt như vậy đâu. Đan dược cực phẩm có thể giới hạn các loại thuốc, song khuôn khổ, luyện đan dược đến mức tinh tế nhất, đạt đến hiệu quả tuyệt vời nhất. Còn đan dược tuyệt phẩm là thứ được thăng hoa từ cơ sở của đan dược cực phẩm, tạo nên dược lực cực kỳ mạnh, những dược lực dư này sẽ nâng hiệu quả của đan dược lên hẳn 3 cấp. Vì vậy mỗi viên đan dược tuyệt phẩm đều là sản phẩm duy nhất của thầy luyện đan, bất cứ thầy luyện đan nào cũng không bắt chước được. Đôi mắt xinh đẹp của Cổ Thanh Liên sáng lên, cô ta nói, tuyệt phẩm đan dược, em trai, cậu thật là quá lợi hại. Cô ta vừa nói vừa ôm lấy cổ Ngô Bình, hôn lên má cậu một cái thật mạnh. Ngô Bình bối rối, cậu biết Cổ Thanh Liên đang diễn cho Liễu Mi xem nên nói, tối nay quân tử lâu bán đấu giá đan dược mà tôi luyện chế, tôi sẽ đưa qua đó thêm một viên thiên kiêu đan tuyệt phẩm nữa. Hai cô gái vui vẻ theo cùng, thế là cả ba người cùng đến quân tử lâu. Giờ Ngô Bình đã là khách quý của quân tử lâu, cậu vừa đến thì đã được tiếp đãi nồng nhiệt, được sắp xếp chỗ ngồi gần bục đấu giá ở hội trường đấu giá. Cuộc đấu giá được tổ chức ở một sảnh khá rộng, ít nhất cũng có 1.000 người tham gia. Có điều không khí cực kỳ yên tĩnh, không ai nói chuyện với nhau, hơn nữa phần lớn đều đeo mặt nạ. Cổ Thanh Liên, những người này đeo mặt nạ là vì không muốn người khác biết được thân phận của âm mình sao? Ngô Bình từng tham gia ao giá nên nói, những mặt nạ đó có thể che giấu khí thức của người đeo, trước giờ giới tu hành luôn là cá lớn nuốt cá bé, đeo mặt nạ vào thì vừa có thể giữ kín thân phận vừa có thể tạo cảm. Giác thần bí, dù gì thì cũng không có ai biết được đằng sau mỗi tấm mặt nạ là một cao thủ như thế nào. Thời gian không còn sớm nữa, 10 phút sau, cuộc đấu giá bắt đầu, Phương Quân Tử đích thân chủ trì. Sau khi không khí được làm nóng thì cuối cùng bát môn kim thủy đan của Ngô Bình cũng được ra mắt. Vì những người tham gia đều có thể biết trước được, thông tin nên hơn một nửa những người có mặt ở hiện trường đến tham gia là vì bát môn kim thủy đan. Phương Quân Tử đặt đan dược trên lòng bàn tay, trên mặt viên đan dược đó có 8 phù văn lơ lửng, toát ra hàng ngàn ánh sáng với màu sắc khác nhau, không gian xung quanh sân khấu không ngừng xuất hiện những đóa hoa sen màu trắng, tỏa hương thơm ngát. Mọi người đều tròn mắt, có người còn kích động đến A Huyền mức run lên. Chắc đây là bát môn kim thủy đan hoàn chỉnh, chẳng phải nói không còn ai trên đời có thể luyện được nữa sao? Tôi mà có được viên đan dược này thì nhất định sẽ hỉ gạch dưới có thể cãi lại mệnh trời, theo con đường của thiền kiêu. Phương Quân Tử nhìn quanh và rất hài lòng với phản ứng của mọi người, nói các vị đều biết hiện tại bát môn kim thủy đan tốt nhất trên thị trường chỉ có 4 công dụng, hơn nữa người ngoài rất khó tìm được. Còn viên đan dược trong tay tôi đây là viên bát môn kim thủy đan hoàn chính với 8 công dụng. Đan dược 8 công dụng không chỉ có hiệu quả gấp đôi loại 4 công dụng mà là gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Hơn nữa, đan dược này là đan dược cực phẩm, hiếm có trên đời. Hội trường lập tức nhốn nháo lên, mọi người đều háo hức muốn mua viên đan dược này nhưng Phương Quân Tử lại cứ muốn nhem thèm mọi người, nói chỉ có khách quý của quân tử lâu mới được đấu giá viên đan dược này. Anh ta vừa dứt lời thì lập tức có không ít người trong đám đông nổi giận, phần lớn trong số họ đều không phải khách quý của quân tử lâu, lần này chủ yếu đến để đấu giá thôi. Phương Quân Tử, các vị, sau này lâu của chúng tôi sẽ còn tiếp tục ra mắt những đan dược quý giá hơn, hy vọng mọi người ngồi ở đây nhanh chân gia nhập quân tử lâu của chúng tôi. Liễu Mi nói, vị Phương lâu chủ này cũng thật biết tận dụng thời cơ, sau chuyện này, nhất định số lượng thành viên của quân tử lâu sẽ tăng lên rất nhiều. Ngô Bình, quân tử lâu là nơi mua bán thông tin, người càng nhiều thì tin tức sẽ càng nhạy, sức ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Cuối cùng thì Phương Quân Tử cũng tuyên bố giá, cực phẩm bát môn kim thủy đan có giá khởi điểm là 400 triệu tiền đại đạo, mỗi lần ra giá không được ít hơn 50 triệu tiền đại đạo. Đây đúng là giá động trời, dù những người đến tham gia đã có chuẩn bị nhưng lúc này cũng không khỏi giật mình.
400 triệu tiền đại đạo đó, phần lớn trong số họ tích góp cả đời cũng không có được nhiều tiền như vậy. Nhưng trong số những người tham gia cũng không thiếu những người có thực lực, họ nhanh chóng ra giá. 400 triệu, 450 triệu, nhưng lập tức có người ra giá cao hơn. 500 triệu. Liễu Mi thấy giá ngày một cao thì than thở, thầy luyện đan dễ kiếm tiền thật. Công tử, lát về tôi sẽ giúp anh thu thập dược liệu để luyện bát môn kim thủy đan. Ngô Bình biết dược liệu của bát môn kim thủy đan rất khó tìm nên cười, nói, vậy thì cảm ơn cô nhiều. Cổ Thanh Liên, em trai, nhất định là viên bát môn kim thủy đan này sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực, nhất định họ sẽ đến tìm cậu. Ngô Bình bình thản đáp, thầy luyện đan không sợ, nổi tiếng, danh tiếng càng lớn thì người khác càng tôn trọng chị. Liễu Mi, vậy công tử đi lấy thân phận thầy luyện đan đi. Ngô Bình cũng biết thầy luyện đan phân thành thầy luyện đan Bạch Đỉnh, Hoàng Đỉnh, Thanh Đỉnh, Tử Đỉnh và sẽ dựa vào số lượng đỉnh để đánh giá cấp luyện đan. Chẳng hạn có thầy luyện đan có 3 thanh đỉnh, cũng có thầy luyện đan có 6 tử đỉnh, thậm chí là thầy luyện đan có 10 tử đỉnh. Có cơ hội tôi có thể đi thử xem. Lúc này giá của bát môn kim thủy đan đã lên đến 950 triệu, nhưng vẫn chưa kết thúc, cuối cùng có người ra giá 1 tỷ tiền đại đạo. Đấy đã là giá trên trời rồi, cuối cùng hội trường cũng không còn người tranh giành nữa, đan dược được một tu sĩ mua lại với giá 10 tỷ tiền đại đạo. Vốn dĩ mọi người tưởng đâu những gì đặc sắc đã kết thúc nhưng không ngờ sau mấy vật phẩm đấu giá thì Phương Quân Tử lại lấy ra một viên đan dược khiến mọi người phải bất ngờ. Mọi người, đây là tuyệt phẩm đan dược, Thiên Kiêu Đan. Tuyệt phẩm là gì? Mỗi loại đan dược tuyệt phẩm đều là duy nhất, không cách nào mô phỏng, không cách nào bị vượt mặt. Xét về mức độ quý hiếm thì nó gấp đan dược cực phẩm cả chục lần đến trăm lần. Chắc mọi người cũng từng nghe đến danh tiếng của Thiên Kiêu Đan. Thường thì ai có được Thiên Kiêu Đan cũng đều cất kỹ, tuyệt đối không bán ra ngoài. Vận may của các vị không ổn, tôi quen được một thầy luyện đan, sau nhiều lần khẩn cầu mới xin được một viên Thiên Kiêu Đan tuyệt phẩm. Lúc nãy có người bỏ lỡ mất bát môn kim thủy đan, nhưng không sao cả, hiệu quả của Thiên Kiêu Đan này tuyệt đối không thấp hơn bát môn kim thủy. Đan, hội trường nhốn nháo, mắt ai nấy cũng sáng rỡ lên. Thiên Kiêu Đan tuyệt phẩm, giá khởi điểm là 300 triệu tiền đại đạo. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 20.000. Mọi người lập tức bắt đầu tranh nhau ra giá, giá cả rất nhanh được đẩy lên 500 triệu, sau đó là 600 triệu rồi 700 triệu. Cuối cùng viên đan dược đã được một người mua lại với giá 880 triệu. 15 phút sau, cuộc đấu giá kết thúc, Ngô Bình được Phương Quân Tử mời đến phòng khách và giao cho 1 tỷ 80 triệu tiền đại đạo. Ngô Bình cười, hỏi, không có hoa hồng sao? Phương Quân Tử cười. Nói quân tử lâu đấu giá không cần hoa hồng, sau này công tử có bất cứ đan dược gì đều có thể đem đến đây đấu giá. Ngô Bình gật đầu, nói, ok. Phương quân tử, công tử luyện đan dược nhất định là cần đến dược liệu, quân tử lâu bằng lòng giúp đỡ. Ngô Bình bất ngờ, chỗ các anh cũng có dược liệu sao? Phương quân tử cười, nói, hôm qua tôi đã liên lạc với tổng bộ, hiện tại đã thu thập được 4 nhóm dược. Liệu luyện chế bát môn kim thủy đan? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, tôi sẽ lấy 4 phần dược. Liệu đó, để đền đáp, tôi sẽ cho các anh một viên bát môn kim thủy đan. Mặc dù giá của 4 phần dược liệu đó cao nhưng cũng không thể nào vượt được con số 500 triệu tiền đại đạo. Ngô Bình dùng một viên bát môn kim thủy, đan để đổi thì đã để quân tử lâu hời rồi. Phương quân tử vui mừng, cảm ơn công tử, sau này chúng tôi sẽ còn thu thập thêm nhiều dược liệu nữa, công tử có gì cần thì có thể báo cho tôi biết. Ngô Bình lấy được dược liệu thì quay về thôn họ Lục, chuẩn bị luyện một mẻ bát môn kim thủy đan, tiện thể bứt phá cảnh giới thần cung trúc cơ luôn. Ngô Bình biết đối tượng chủ yếu mà quân Trấn Đông muốn đề phòng là người Đông Doanh, vì hiện tại cậu cũng không có việc gì nên đã lập tức liên hệ Tân Cự Phong. Tân Cự Phong nói qua điện thoại với giọng khàn khàn, sư huynh, cuối cùng cũng đã xuất quan rồi. Ngô Bình, sao thế? Tân Cự Phong thở dài. Một tiểu đội trinh sát của chúng ta phát hiện ra người Đông Doanh hoạt động bí mật trên đảo Song Mã, tôi đã phái mấy người đến xem thử nhưng không ngờ mười mấy người có đi mà không thấy về. Sau đó tôi lại phái thêm mấy cao thủ nữa đến đó nhưng cũng biệt tâm luôn. Tôi nghi họ đã trúng phải quỷ kế của người Đông Doanh. Ngô Bình, phía quân Trấn Đông chắc có thể ứng phó với những chuyện thế này. Tần Cự Phong, nhưng vấn đề là phần lớn cao thủ của quân Trấn Đông đang chiến đấu với Đông Doanh ở biên giới phía Bắc.
nhất thời tôi không cách nào rút người về lại được. Nếu sư huynh có thời gian thì có thể đến giúp đỡ anh em không? Ngô Bình hỏi, bây giờ cậu đang ở đâu? Tân Cự Phong, ở trấn Hoàng Ngư, nằm trên đường bờ biển gần đảo Song Mã Nhất. Tôi còn đang ở đây để đợi người, nhưng họ không thể đến ngay được. Nếu trước khi trời tối mà quân chỉ viên không đến được thì chúng tôi chỉ có thể liều mình xông lên thôi. Ngô Bình, tôi sẽ qua đó ngay. Cậu vừa tắt điện thoại thì Cổ Thanh Liên liền nói, em trai, tôi sẽ đi cùng với cậu. Liễu Mi, tôi cũng không có việc gì, tôi sẽ đi cùng anh. Ngô Bình gật đầu, cũng được, vừa hay tôi đang muốn thử chiêu mới học. Trấn Hoàng Ngư là một thị trấn nhỏ có gần 10.000 người, xung quanh rải rác một vài làng chài nhỏ. Trong trấn Hoàng Ngư có xây dựng một bến cảng, lúc này trong một tòa nhà 5 tầng trong cảng, Tân Cự Phong và thuộc hạ của mình đều đang đứng trên tầng thượng. Tân Cự Phong liên tục cúi đầu nhìn đồng hồ, mỗi giây trôi qua thì những người đã lên đảo trước đó lại thêm một phần nguy hiểm. Lúc này, ba lồng sáng từ trên trời đáp xuống, ba người hiện ra, đó là Ngô Bình, Liễu Mi và Cổ Thanh Liên. Tân Cự Phong vui mừng, sư huynh. Ngô Bình gật đầu, đảo Song Mã cách chỗ nào bao xa? Tân Cự Phong, hơn 500 dặm, đấy là một hòn đảo hoang, diện tích 1 km vuông, trên đảo toàn là đá. Tại sao người Đông Doanh lại muốn lên hòn đảo? Hoang này, người được cậu phái đi không báo tin cho. Cậu sao? Tôi chỉ nhận được một tấm hình. Anh ta nói xong thì đưa tấm hình qua cho Ngô Bình. Ngô Bình nhìn sơ qua, trong hình là một bóng đen như mực đứng dưới nắng, chỉ để lộ đôi mắt màu tím, dường như có vô số thứ muốn thoát ra khỏi bóng đen đó khiến bề mặt của nó nhô cao trên diện rộng. Đấy là một loại tà thuật. Trong đầu Ngô Bình hiện ra một số thông tin. Thứ này thường được dùng để gác cổng, gọi là U Minh Vệ. Thực lực của U Minh Vệ gần bằng cao thủ thần thông, người của cậu không quay về được cũng là chuyện bình thường. Tần Cự Phong nói với vẻ mặt khó coi, không ngờ người Đông Doanh lại cài thứ lợi hại thế này trên đảo hoang, bọn họ muốn làm gì? Ngô Bình nheo mắt, nói, đi xem thử thì biết thôi. Cậu nhìn quanh rồi chọn ra 5 người trong số những thuộc hạ của Tần Cự Phong, cộng thêm họ nữa là có tổng cộng 9 người. Mọi người ngay lập tức cưỡi một luồng sáng, bay về phía đảo Song Mã. Lúc đến bầu trời trên đảo Song Mã, Ngô Bình phát hiện cả hòn đảo đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù, ở phía trên vốn không thể nào nhìn thấy được tình hình trên đảo. Hơn nữa, màn sương đó còn có thể ngăn cách thần niệm. Bởi vậy nên cậu không dám mạo hiểm đáp xuống, chỉ có thể đáp xuống trên một mỏm đá ở cách đảo mấy trăm mét. Sau khi đáp xuống, dưới chân Ngô Bình có một chiếc bóng bay sát mặt đất. Bay về phía đảo Song Mã. Đấy là huyền ảnh của cậu, cậu muốn mượn huyền ảnh để thám thính tình hình trước, tránh chúng phải mai phục. Của người Đông Doanh, huyền ảnh nhanh chóng quay về và Ngô Bình cũng đã biết được tất cả những gì mà huyền ảnh đã trải qua. Cậu nói với mọi người, sương mù có độc, bên trong còn bố trí mê trận, mọi người hãy uống một viên thuốc giải độc sau đó theo sát tôi. Cậu phát thuốc giải cho mọi người rồi dẫn họ cùng lên đảo. Đảo Song Mã dày đặc sương mù. Tất cả mọi người vào trong màn sương thì đều bất giác nín thở, nhưng vẫn cảm nhận được mùi khó chịu xộc vào mũi. May mà họ đều có thuốc giải nên không bị ảnh hưởng. Ngô Bình đi về trước một đoạn thì phất tay, một luồng gió mạnh thổi qua, kéo theo đất đá và khói bụi, mê trận được bố trí cũng lập tức bị phá vỡ. Lúc này, một bóng đen từ xa di chuyển đến, bóng đen đội nón đen, để lộ đôi mắt màu tím, khí đen vần xung quanh rất kỳ lạ. Ngô Bình nhìn thấy U Minh Vệ xuất hiện thì rút kiếm Thất Tinh Long Uyên ra, khởi động kiếm lực phá trận, cậu lướt người rồi xuất kiếm. Tốc độ của cậu cực kỳ nhanh, chỉ bước tới một bước. Thì kiếm quang đã đến nơi. U Minh Vệ cầm một lưỡi liềm màu đen khổng lồ, chém mạnh ra, hai vũ khí va mạnh vào nhau. Keng! Một âm thanh lớn vang lên, lưỡi liềm bị gãy làm hai, kiếm của Ngô Bình liền chém U Minh Vệ thành hai khúc, tan thành mây khói. Liễu Mi thấy Ngô Bình chém chết U Minh Vệ chỉ với một kiếm thì vừa kinh ngạc vừa khâm phục, nói có vẻ như công tử vẫn chưa dùng hết sức nhưng lại có thể giết chết U Minh Vệ một cách nhẹ nhàng. Nếu gặp phải cao thủ thần thông thì chắc chắn công tử cũng có thể đánh bại dễ dàng. Cổ Thanh Liên thì không hề bất ngờ, nói tu vi của cậu ấy đã vượt phạm chủ bí cảnh từ lâu rồi. Lúc này, lại có hai U Minh Vệ nữa xuất hiện, tấn công tử hai phía, không ngờ Ngô Bình lại phân thân làm hai. Cầm kiếm chém về hai phía. Keng keng. Chiêu này là sự kết hợp của Thái Hoàng Cửu Trương và Huyền Ảnh Công, được gọi là Huyền Ảnh Song Sát. Đương nhiên,
nếu như kẻ địch có 9 người thì thậm chí cậu còn có thể thi triển huyền ảnh cửu sát. Họ liên tiếp đánh bại ba U Minh vệ, tiến thẳng vào trung tâm đảo Song Mã. Ở đây, Ngô Bình nhìn thấy xác của người Đông Doanh nằm la liệt trên mặt đất, ít nhất cũng phải đến 40-50 người. Giữa những cái xác này có một cái động sâu với đường kính 7-8 mét, dẫn thẳng xuống lòng đất, miệng động toát ra ánh sáng màu tím và xanh đen. Bên ngoài có mấy xác của thuộc hạ của Tân Cự Phong, họ cũng bị giết hại dã man như những ninja Đông Doanh. Ngô Bình khom người xuống quan sát thì phát hiện những người này đều chết bởi một loại sức mạnh thần bí, thân thể vẫn toàn diện nhưng não đều dập nát hết, thần hồn cũng không còn. Tần Cự Phong hỏi với vẻ mặt khó coi, sư huynh, không phải ninja Đông Doanh sao? Ngô Bình gật đầu, cậu tiến đến trước hố, giọng của mèo đen lại vang lên trong đầu cậu. Công tử, trong hố này có điều kỳ quá. Ngô Bình, chắc thứ kỳ quá mà mày nói là một loại thể sinh mệnh đúng không? Mèo đen, đúng vậy. Hình thức của thứ kỳ lạ đó rất đa dạng, chúng không theo quy tắc thông thường, vượt ngoài trật tự đại đạo. Nói một cách nghiêm túc thì sự quỷ dị đó chính là cấm kỳ biến dị. Ở đại lục thánh cổ, số lượng quỷ dị không nhiều, chưa được 1% của cấm kỳ, không ngờ ở thế tục lại có thể gặp được quỷ dị. Ngô Bình, vậy thì quỷ dị cũng được chia thành tiểu thiên quỷ dị và đại thiên quỷ dị sao? Mèo đen, thông thường quỷ dị phân thành 6 loại sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cũng như cấp khủng, cấp tai nạn, cấp hủy diệt, theo như phán đoán của tôi, chắc thứ trong hố này là cấp khủng. Quỷ dị cấp khủng ít nhất cũng tầm cấm kỳ đại thiên đầu kỳ. Ngô Bình, cửu dương hóa cấm của tao có thể đối phó nó không? Có thể, mèo đen nói, nhưng cậu chủ không cần xuống đó, chỉ cần vứt quả trứng vàng xuống đó là được. Ngô Bình chớp mắt, ném thẳng xuống sao? Mèo đen, mặc dù quỷ dị bên dưới rất mạnh nhưng lại chẳng đáng là gì với thứ bên trong trứng vàng. Ngô Bình cười, lấy trứng vàng ra, nói với nó, cục cưng, dưới cái hố này có thức ăn ngon, mày xuống đó đừng khách sáo nhé. Trứng vàng rung nhẹ, Ngô Bình liền ném nó vào hố sâu. Ngay lập tức hòn đảo liền rung chuyển mạnh, một tiếng gào thét đan xen sự kinh hãi và giận dữ vang lên từ lòng đất, đánh tan lớp xương đang bao trùm lấy hòn đảo. Ngô Bình nhìn xuống thì thấy hố đen rất sâu, ít nhất cũng phải đến mấy ngàn mét. Lúc này, bên trong tỏa ra một luồng sáng vàng chói lóa, sau khi ra khỏi cửa hang thì tạo thành một cột sáng vàng dày đặc, bay thẳng lên trời. Nhưng ánh sáng vàng kéo dài được mấy giây rồi biến mất, sau đó mặt đất tiếp tục rung chuyển, một phút sau mới ngừng lại. Ngô Bình hỏi, có phải thành công rồi không? Mèo đen, chắc là thành công rồi. Còn chưa dứt lời, một tia sáng vàng bay ra. Ngô Bình đưa tay ra chộp lấy, chính là quả trứng vàng đó. Lúc này phù văn cấp 12 treo lơ lửng bề ngoài quả trứng vàng, trong đó phù văn cấp 7 đã được kích hoạt, phát ra ánh sáng rực rỡ. Thế mà lại có cấp 12. Ngô Bình, cấp 12 là gì? Mèo đen, trong cấm kỳ có rất cấm chế, ví dụ như cấm chế tiểu thiên, bình thường ít nhất có cấm chế cấp 3, cứ thêm một cấp thì uy lực sẽ tăng gấp 10, cấm chế cấp 3 là gấp 1000 lần. Phía trên còn có cấm chế trung thiên, bình thường có cấm chế cấp 6, tức là 1000 lần 1000 lần, nếu cấm kỳ đạt tới cấm chế cấp 9 thì là cấm kỳ đại thiên. Ngô Bình nghĩ đến câu nói trước kia, vậy cấm chế cấp 12 là cấm kỳ cao nhất. Mèo đen, sau khi đạt đến cấm chế cấp 12 thì đã đạt tới ngưỡng cửa cấm kỳ cao nhất. Nhưng hiện giờ nó chỉ mở đến cấm chế cấp 7, chính là tiêu chuẩn của cấm kỳ trung thiên. Ngô Bình, vậy cũng khá ổn, sau này nó sẽ tiếp tục thăng cấp. Cậu đang định cất quả trứng vàng đi thì nó chợt nứt ra một tiếng, một em bé trắng hồng nhảy ra từ trong đó, thắt bím tóc, mặc áo vải bổ, mũ mĩm và rất đáng yêu. Bổ, nhóc con này nhảy lên ôm chặt lấy cổ Ngô Bình. Ngô Bình nhìn nhóc con này, thấy nó thế mà lại có phần khá giống mình. Mèo đen giải thích, công tử đã bỏ máu để luyện hóa nó nên vật này kế thừa một phần gen của cậu, cho nên mới có hình dạng con người, còn nhìn rất giống cậu nữa. Ngô Bình cầm nó trong lòng bàn tay, cười nói, cũng đẹp trai đấy, sau này gọi là Tiểu Tuấn nhé, tên đầy đủ là. Ngô Tử Tuấn. Cậu bé rất vui mừng, gật đầu rồi nhảy lên vai Ngô Bình, nhìn cái hố bên dưới nói, bố, đồ ở bên trong đã bị con ăn hết rồi, nhưng vẫn còn sót lại một ít. Ngô Bình à, chúng ta xuống dưới xem thử. Ngay lúc cậu chuẩn bị đi xuống, đám người Cổ Thanh Liên đã chạy đến. Họ nhìn thấy khói tan đi. Lại có ánh sáng vàng bốc lên trời bèn lao tới hòn đảo. Trên đường chạy đến,
họ thấy một nhẫn giả Đông Doanh vẫn chưa chết, Cổ Thanh Liên dẫn hắn đến trước mặt Ngô Bình. Sắc mặt nhãn giả này tái mét, rõ ràng là đã trúng độc, hơn nữa lục phủ ngũ tạng đều bị hủy hoại, sống đến giờ đã là đèn cạn dầu. Ngô Bình cho hắn uống một viên đan dược, kích hoạt khả năng sống của hắn rồi hỏi, các anh lên đảo làm gì? Ý thức của người đó hơi hỗn loạn, hắn lẩm bẩm Yamata Orochi ở dưới lòng đất. Sau đó hắn lại tỉnh táo một chút nói, trong sào huyệt của Yamata Orochi có bảo vật. Bọn tôi đến cướp, bảo vật, nhưng tất cả mọi người đều đã chết, tất cả đều chết. Nói đến đây, huyết sắc trên mặt hắn không còn, cơ thể dần ngã xuống. Ngô Bình nói, hóa ra là sào huyệt của quái vật. Sau đó cậu nhảy xuống hố đen xuống đến hơn 1000 mét, xuất hiện một cái động nằm ngang, cậu đi vào trong. Hang động rất bừa bộn, vách hang bị sức mạnh khá lớn phá hủy, khắp nơi đều sụp đổ, Ngô Bình vừa đi vào bên trong vừa dọn dẹp. Ngô Tử Tuấn, bố, đi vào trong tiếp đi. Đi được hơn 100 mét, Ngô Bình tiến vào một cái động, vách trong của động này có màu vàng xanh, cực kỳ kiên cố, hang động rộng hàng ngàn mét vuông, cao mấy chục mét. Lúc này một con rắn chín đầu cực lớn nằm ở bên trong, đã chết từ trước. Phía sau con rắn chín đầu có một cái ao, ao này làm bằng ngọc trắng, rộng 10 mét vuông, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam, mặt ngoài là xương trắng. Ngô Bình thổi bay sương mù, lập tức nhìn thấy có vài cây sen mọc lên trong ao. Nhưng thứ cậu để ý không phải hoa sen mà là đáy ao, nơi đó có một lớp đá pha lê nhiều màu sắc, kích thước chỉ bằng một ngón tay, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Mèo đen nhìn thấy đá pha lê nhiều màu thì nói, thiên tinh ngũ sắc. Thiên tinh ngũ sắc, Ngô Bình hỏi đồ này có tác dụng gì, mèo đen giải thích, thời kỳ sơ khai khi vũ trụ mới ra đời, chỉ có một số lượng nhỏ những thứ được kết tinh từ năm nguyên tố ngũ hành của trời đất, chúng vừa hình thành đã bị chia cắt bởi các cường giả trong hỗn độn, có rất ít người có thể ở lại. Nước mà thiên tinh ngũ sắc từng ngâm có thể chuyển hóa thành nước thần ngũ hành, lấy nó tưới xuống đất thì đất bình thường có thể chuyển hóa thành thần thổ ngũ hành. Mắt Ngô Bình phát sáng, tất nhiên là cậu biết đến thần thổ ngũ hành, là một trong những loại đất nuôi dưỡng linh dược, tiên dược tốt nhất. Vì thế cậu không nói nhiều, lập tức cất thiên tinh ngũ sắc trong cả ao đi, có khá nhiều, có thể chứa đầy 10 thùng. Ngoài ra, cậu còn thu thập hết nước trong ao, dù sao nước này đã bị chuyển hóa thành thần thủy ngũ hành từ trước. Cuối cùng còn lại một lớp bùn hoa sen dày ở dưới ao, những thứ này là thần thổ ngũ hành. Đương nhiên, Ngô Bình cũng đào hết mấy hoa sen đó lên, cậu định đào một cái ao ở nhà, rồi đem cấy chúng vào. Thu dọn đồ đạc, Ngô Bình lại nhìn con rắn khổng lồ đó. Năng lượng của con rắn khổng lồ bị Ngô Tử Quân hấp thụ, nhưng thể chất của tốt siêu phàm, da rắn trông có vẻ là thứ tốt. Thế là cậu lấy kiếm Long Uyên 7 sao dùng hết sức chém vào thân rắn, đồng thời dùng lực của lưỡi đâm sắc bén, lập tức nghe được một tiếng keng, ánh lửa bay khắp nơi nhưng da rắn vẫn còn nguyên vẹn. Vảy rắn cứng thật, Ngô Bình khá ngạc nhiên. Suy ngẫm một hồi, cậu mổ bụng con rắn khổng lồ ra, lột hết da ra, con rắn tám đầu này rất lớn, số da phải lột ra cũng khá nhiều. Lột xong da rắn, cậu lại phát hiện phần đầu của mỗi con rắn đều có một viên ngọc có màu khác nhau. Mèo đen nhìn những hạt châu này nói, cậu Ngô, vật này cực kỳ đáng sợ, những hạt châu này chắc chắn có thể tạo ra hiệu quả rất tốt, chỉ là năng lượng của chúng đã bị hấp thu, chỉ để lại cái vỏ rỗng. Ngô Bình cầm một hạt châu màu xám xanh lên, cảm thấy vật này rất kỳ lạ, đan xen giữa vật chất và năng lượng. Cậu lấy đầu lưỡi liếm thử, cảm nhận được một lồng dược lực khá mạnh phun ra vài làn khói từ tai và mũi, người cũng ho dữ dội. Dược tính này mạnh quá, cậu ngạc nhiên nói. Mèo đen không biết về những thứ này hỏi, công tử, chẳng lẽ vật này có tác dụng? Ngô Bình nhếch môi cười, không chỉ có tác dụng mà còn có tác dụng rất lớn. Dược tính trong những hạt châu này được tạo ra từ hư không, tôi cảm thấy lấy chúng làm thuốc dẫn thì có thể luyện chế ra những loại đan dược trước đây chưa từng có. Sau đó cậu cất hết tất cả 8 viên châu đó vào, sau đó mới quay lại chỗ lúc nấy. Lúc này Tần Cự Phong đã đi một vòng quanh trên đảo, tìm được vài thuộc hạ hôn mê, sau đó Ngô Bình cứu chữa cho họ. Ngô Bình vừa cứu được một người, lập tức có hàng chục tia sáng từ trên trời chiếu xuống, xuất hiện ngay gần hang động. Người dẫn đầu mặc đồ vàng kim, nhìn khí tức có vẻ là cường giả cảnh giới thần thông. Ông ta lướt nhìn một vòng, sau đó nhìn sang Tần Cự Phong hỏi, cậu là Tần Cự Phong? Ngô Bình nhìn người này, vội bước lên nói, chào chỉ huy, tôi là Tần Cự Phong.
Người này là chỉ huy của Kim Y vệ mà triều đình mới thành lập, uy lực rất lớn, chịu trách nhiệm với hoàng đế. Chỉ huy sứ Khế gật đầu, Tần tướng quân, vừa rồi tôi thấy có ánh sáng vàng bay lên, chuyện gì thế? Ngô Bình từng dặn Tân Cự Phong, Tân Cự Phong lập tức nói, sau khi chúng ta đến thì ở đây đã xảy ra chuyện này, lúc đó chúng tôi tình cờ nhìn thấy ánh sáng vàng bay lên nên phân tán chạy trốn. Chỉ huy sứ này nhìn Ngô Bình nói, tốt nhất các cậu nói cho tôi sự thật, nếu không không ai có thể cứu được các cậu đâu. Tần Cự Phong biến sắc, tức giận nói, lời này của chỉ huy sứ có ý gì? Ánh mắt chỉ huy sứ lạnh băng, nói, những thứ ở đây đối với hoàng đế bệ hạ rất quan trọng, nếu các cậu dám lấy làm của riêng, giết không tha. Tần Cự Phong lập tức nói, chỉ huy sứ đại nhân. Thứ kinh khủng như vậy không phải cấp bậc như chúng tôi có thể đối phó được, thuộc hạ nghĩ có thế lực thứ ba xuất hiện, giết chết quái vật. Chỉ huy sứ lạnh giọng nói, còn dám nói dối. Nếu hai người không nói thật, bổn chỉ huy sứ sẽ giết các cậu ngay. Nãy giờ Ngô Bình vẫn không lên tiếng, không muốn vì chuyện này mà khiến Đông Vương gặp rắc rối, nhưng mắt thấy người này được đăng chân lân đằng đầu, cậu biết nếu càng nhường thì đối phương sẽ càng kiêu căng. Giết chết chúng tôi, chỉ dựa vào loại rác rưởi như ông. Chỉ huy sứ vẫn đang quan sát Ngô Bình, thấy cậu lên tiếng, lập tức cười lạnh, cậu là thứ gì, dám vô lễ với bổn chỉ huy sứ. Ngô Bình thản nhiên nói, cho dù là hoàng đế cũng không dám kiêu căng như vậy trước mặt tôi, ông đúng là to gan. Chỉ huy sứ hừ lạnh, tay phải cầm một lá bùa, võ mạnh về phía Ngô Bình. Bỗng nhiên, lá bùa sáng lên, một con vượn khổng lồ mặc áo giáp vàng xuất hiện giữa không trung, vươn tay bắt lấy Ngô Bình. Tần Cự Phong kinh ngạc, kêu lên, sư huynh cẩn thận. Đây là bùa bắt giữ kim giáp, có thể bóp chết cao thủ thần thông đạo. Ngô Bình nhìn con vượn khổng lồ, trở tay, thất tỉnh Long Uyên kiếm xuất hiện, đâm vào không trung. Vừa chém lên, một luồng kiếm quang sáng rực phóng thẳng lên trời, chém về phía con vượn giáp vàng. Ngũ kiếm trọng sơn nhị, rầm, kiếm quang đánh trúng vượn giáp vàng, nó lập tức bị chém nổ tung, làn sóng dao động kinh khủng thổi bay cả những tảng đá dưới đất, mọi người gần như không thể đứng vững. Chỉ huy sức kia biến sắc, bùa bắt giữ kim giáp này là bảo bối của hoàng cung. Chỉ khi quốc gia gặp nguy mới dùng đến. Lần này ông ta dùng đến là vì không chắc về thực lực của Ngô Bình, nên vừa lên đã dùng đến nó. Vượn khổng lồ nổ tung, kiếm quang vẫn không giảm, hung hăng chém giết về phía ông ta. Chỉ huy sứ muốn tránh né, nhưng kiếm quang đã khóa chặt ông ta, cho dù ông ta di chuyển về hướng nào, kiếm quang cũng đều giáng xuống người ông ta. Thập phương thủ hội, ông ta giống lớn, đột nhiên bóp nát một lá bùa. Lá bùa này là thần phù thập phương thủ hộ, giá trị còn cao hơn cả bùa bắt giữ kim giáp, là thứ ông ta dùng để bảo vệ tính mạng. Đột nhiên, xung quanh ông ta xuất hiện tấm khiên tám mặt, sức phòng ngự mỗi một mặt khiên đều tương đương với một cao thủ thần thông hậu kỳ. Lớp phòng ngự của tám vị cao thủ xếp chồng lên nhau, sức phòng ngự này có thể tưởng tượng được thế nào? Dâm! Lại có tiếng nổ vang vọng, xung quanh kiếm quang năm màu có đầy tia chớp, đốm lửa tựa như uy lực bom nguyên tử. Mạnh mẽ xuyên vào một mặt khiên. Răng ra kỵ. Mặt khiên này lập tức vỡ nứt, bảy mặt khiên còn lại cũng rung chuyển. Một đòn tấn công không thể phá vỡ lớp phòng ngự, Ngô Bình chuẩn bị tấn công kiếm thứ hai, cậu muốn dùng lục kiếm trọng sơn. Mắt thấy Ngô Bình chuẩn bị nâng kiếm lần nữa, chỉ huy sứ biến sắc, giống lên, đợi đã. Ngô Bình dừng động tác, lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm, trước khi chết, ông có gì muốn nói? Chỉ huy sứ hít sâu một hơi, nói tôi biết cậu. Cậu là Ngô Bình, thiên kiêu của Học viện Hoàng gia. Còn có bối cảnh tông môn, nhưng tôi nhắc nhở cậu, nơi này là Đại Hạ Quốc, trước quyền lực Hoàng gia, sức mạnh của bất kỳ ai cũng chỉ như hạt cát. Ông ta còn chưa nói xong, kiếm thứ hai của Ngô Bình đã chém xuống. Cậu dám, chỉ huy sứ vừa kinh ngạc vừa sợ, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Kiếm quang vừa giáng xuống. Ông ta đã giống lên như thể muốn giúp khiên phòng ngự kiên cường hơn thông qua tiếng hét vậy. Răng rắc. Lần này, bảy mặt khiên còn lại đều nứt vỡ, ông ta cảm thấy cho dù có trăm nghìn ngọn núi từ cửu thiên xuống chân áp, dùng sức lực toàn thân cũng không thể chống đỡ nổi. Lục kiếm trọng sơn, Ngô Bình lạnh lùng nói. Phù. Chỉ huy sứ đại nhân quỳ dạp người dưới đất, từng lỗ chân lông đều tuôn ra máu, vẻ mặt vô cùng nhếch nhác. Hai cánh tay ông ta để ngang đầu. Nhưng kiếm quang của Ngô Bình lại dừng ngay trên đầu ông ta cách chừng 3 phân. Ánh mắt Ngô Bình nhìn vào kim y vệ khác,
Sắc mặt những người này đều tái nhợt, ai ai cũng bị nỗi sợ điều khiển, có người còn đang run lẩy bẩy. Sau đó, cậu lại nhìn sang chỉ huy sứ, lạnh nhạt nói, tôi không giết ông, không phải không dám, mà là có vài lời muốn hỏi ông. Chỉ huy sứ chậm rãi thả lỏng tay, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, run rẩy nói, cậu cứ nói, tôi biết gì sẽ nói hết. Ông tên gì? Tôi tên Hoắc Chấn Dương, chỉ huy sức kim y vệ. Tại sao các ông lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Theo lệnh của Hoàng hậu. Hoàng hậu, Ngô Bình nhớ ra, lúc đầu có ông lão từng nói với cậu trước cổng đại điện Hoàng cung, đương kim hoàng đế cũng chính là thập hoàng tử, thật ra có bối cảnh thâm sâu, mẹ của ông ấy là công chúa Hoàng Triều Tiên Giới. Chẳng lẽ, vị công chúa tiên giới kia cuối cùng cũng lộ diện rồi? Hoắc Chấn Dương quan sát vẻ mặt Ngô Bình, lại nói, Hoàng hậu giúp Hoàng đến thành lập tam nội vệ, lục ngoại vệ mới, gọi là cửu vệ. Kim y vệ là một trong lục đại ngoại vệ. Ngô Bình hỏi tiếp, Hoàng hậu biết nơi này có thứ gì sao? Đúng vậy, Hoàng hậu nói, trên đảo này có một ma vật rất mạnh, muốn chúng tôi chú ý quan sát, nếu có cơ hội thì dứt khoát ra tay, đoạt lấy thành quả. Ngô Bình nheo mắt, ông biết Hoàng hậu đến từ tiên giới nào không? Vô tự tiên giới, Hoàng triều thần tự. Ngô Bình gật đầu, Đông Vương thì sao? Bây giờ ông ấy vẫn được Hoàng đế trọng dụng sao? Hoắc Chấn Dương im lặng mấy giây rồi nói, Đông Vương ngoài mặt thì trợ giúp Hoàng đế trị quốc, thực ra là bị giam lỏng trong võ quang các, ngày nào cũng có công việc xử lý không hết, nhưng đều là những chuyện vụn vặt. Chuyện lớn thật sự thì đều do mấy vị thân tín của Hoàng đế xử lý. Sắc mặt Tân Cự Phong thay đổi, sau khi Đông Vương Nhiếp Chính thì cũng không tập trung công sức nhiều vào Trấn Đông Quân, mà giao quyền lực cho mấy tâm phúc như Tân Cự Phong. Tân Cự Phong giúp xử lý việc quân sự, tuy cũng thường liên lạc với Đông Vương, nhưng ông ấy cũng chưa từng để lộ tin tức bị nhốt bao giờ. Sao có thể chứ, Đông Vương có công hộ giá cơ mà, nếu không phải Đông Vương, Hoàng đế cũng sẽ không thể đăng cơ thuận lợi như vậy. Hoắc Chấn Dương liếc nhìn Tân Cự Phong, nói, Hoàng đế có thể đăng cơ, trợ giúp từ Đông Vương cũng có hạn. Lúc đầu các cậu cũng không ở đại điện, thật ra hôm đó Hoàng hậu đã hiện thân rồi, bỏ ra một lượng lớn đan dược thưởng cho bá quan, hoàng tộc, ra lệnh cho các quan tại đó ủng hộ tập hoàng tử. Đông Vương nhiều lắm cũng chỉ là biết thời biết thế, có ông ta hay không, Hoàng đế cũng đều là thập hoàng tử. Tần Cự Phong kinh ngạc, lầm bầm nói, sao lại như vậy chứ? Ngô Bình thở dài một tiếng. Hỏi, vậy tại sao Hoàng đế không trọng dụng Đông Vương, có phải không tin ông ấy không? Hoắc Chấn Dương nói, Hoàng đế cho Đông Vương vinh hoa, cái danh đại thần nhiếp chính, chẳng lẽ không kiêu ngạo sao? Nhưng Đông Vương chỉ có thể có được mặt mũi, còn về quyền lực trọng tâm của đế quốc, ông ta nhất định phải nhả ra. Ngô Bình đã hiểu, nói như vậy, qua một thời gian nữa, Đông Vương sẽ nghỉ hưu. Hoắc Chấn Dương, nhiều nhất là năm sau. Đông Vương sẽ cáo lão về quê, vinh quy về quê nhà. Đến lúc đó ông ấy sẽ có vinh quang đầy mình, nhưng nhất định phải giao lại quyền lực Trấn Đông Quân. Ngô Bình, Đông Vương không phản kháng sao? Phản kháng, đối mặt với công chúa Hoàng Triều Tiên Giới, là người thông minh sẽ không phản kháng. Đây đã là kết quả tốt nhất mà ông ta có thể giành giật được rồi. Nếu lúc đầu ông ta không đứng về phía Hoàng đế thì bây giờ ông ta sớm đã là người chết rồi. Hoắc Chấn Dương nói. Ngô Bình thu kiếm, lạnh lùng nói, về báo lại cho Hoàng hậu, thứ dên đảo thuộc về Thái Hoàng giáo, muốn thì tới Thái Hoàng giáo mà đòi. Cút, chỉ huy sứ kia giãy giụa đứng lên, vì thương tích quá nặng, cố vài lần không thành công, cuối cùng mới được cấp dưới đỡ lên rời đi. Thật ra như thế cũng rất tốt, lát nữa anh thay tôi tặng vương gia mấy viên đan dược. Sau khi Ngô Bình chia tay với Tân Cự Phong. Cậu nhìn ra vùng biển mênh mông thì đột nhiên nhớ ra đảo Phi Tiên ở cách đó không xa, từ sau khi đưa dì nhỏ đến đảo Phi Tiên, cậu chưa qua lại đó mà chỉ nói chuyện điện thoại với dì nhỏ vài lần. Lần này vừa hay ra biển, cậu quyết định đến thăm dì nhỏ thử. Chị, cô Liễu, tôi phải đi thăm dì nhỏ tôi một lát. Cổ Thanh Liên cười, nói, là dì nhỏ sao? Vậy tôi nhất định phải đến thăm, có điều chẳng đem theo quà cáp gì cả, tôi phải chuẩn bị một lát. Liễu Mi cười, nói, trùng hợp quá, thứ mà tôi nhiều nhất lại là quà biếu. Ngô Bình hơi đau đầu, nói, không cần quà cáp, đi thôi. Cậu quyết định dùng đến sức mạnh của mặt nạ, ba khuôn mặt của ba tấm mặt nạ khống chế được không gian, lời nguyền và tuyệt sát. Cậu nhắm mắt lại, không gian trong vòng mấy trăm dặm trở lại liền hiện ra trong đầu Ngô Bình, giống như bản đồ 3D vô cùng phức tạp,
Cậu nhanh chóng xác định được vị trí của đảo Phi Tiên. Lúc này, một khuôn mặt của mặt nạ dục dịch, Ngô Bình liền cảm thấy có một luồng sức mạnh huyền diệu lan khắp cơ thể, cậu đưa tay ra chấm nhẹ vào không gian, một luồng sáng màu xanh xuất hiện, ánh sáng tỏa ra hình tròn, đằng sau vòng ánh sáng là một hình tượng khác, đó là một hòn đảo xinh đẹp, đảo Phi Tiên. Nhóm Ngô Bình băng thẳng qua vòng tròn sáng màu xanh thì đến bầu trời phía trên đảo Phi Tiên. Liễu Mi vô cùng bất ngờ, biện pháp di chuyển này thông minh thật, nhất định là công tử đã kiểm soát được sự huyền diệu trong không gian. Ngô Bình cười, mẹo vặt thôi, không đáng nhắc tới. Ba người họ đáp xuống ở mép ngoài đảo Phi Tiên, ở đó có một bãi cát, lúc này có mấy cô gái xinh đẹp đang vui đùa, trong đó có một người là Dương Thanh Ngâm, dì nhỏ của Ngô Bình. Dương Thanh Ngâm cảm giác phía sau có người, cô ta vô tình liếc qua thì mọi người liền nhảy ra, hét Tiểu Bình, cháu đến đây làm gì? Cô ta chạy qua, ôm lấy Ngô Bình rồi quan sát Cổ Thanh Liên và Liêu Mi, sau đó cười, nói, một cô gái thật xinh đẹp, cháu đổi bạn gái rồi sao? Ngô Bình vội tằng hắng, nói, dì nhỏ, đây là hai người bạn của cháu, Cổ Thanh Liên và Liễu Mi. Cậu giới thiệu hai bên với nhau xong thì nói mình đến là để thăm cô ta. Dương Thanh Ngâm mời ba người họ vào trong dù che nóng, cho các cô gái xinh đẹp mang nước và đồ ăn vặt lên. Sau một lúc nói chuyện, Ngô Bình mới biết Dương Thanh Ngâm rất thích cuộc sống trên đảo. Cô ta còn chuyển chỉ nhánh của tập đoàn Chu Tước lên đảo cùng với một nhóm người trẻ, chịu trách nhiệm những vấn đề chủ yếu của công ty. Ngô Bình nói, dì nhỏ, chỗ này cách bờ khá xa, nhân viên đi làm có thuận tiện không? Có gì đâu, bên dì đã mua một chiếc máy bay. Ca ngày và ca đêm mỗi ngày đều đi làm bằng máy bay, thời gian di chuyển nhiều nhất cũng chỉ hơn nửa tiếng, rất thuận tiện. Ngô Bình giơ ngón tay cái lên, bái phục, cậu cũng hỏi thăm tình hình của 18 cô gái đã ở lại. Trước đó, giờ họ đều đến làm việc cho công ty của Dương Thanh Ngâm, hơn nữa còn biểu hiện rất tốt. Lúc này Dương Thanh Ngâm nói, dì đã nói chuyện với mẹ cháu, tuần sau chị ấy sẽ lên đảo chơi với dì vài ngày, Tiểu Bình. Nếu cháu có thời gian thì cũng ở lại vài ngày đi. Ngô Bình, cháu không ở lại đâu, cháu còn có việc. Cậu lại hỏi thêm tình hình của tập đoàn Chu Tước, hiện giờ tập đoàn Chu Tước đều nằm trong sự kiểm soát của Dương Thanh Ngâm, việc làm ăn rất ổn định. Ngoài ra vì Dương Thanh Ngâm có Ngô Bình làm chỗ dựa nên nhà họ Viên rất nghe lời cô ta. Ngô Bình ở lại trên đảo nói chuyện với dì nhỏ mấy tiếng đồng hồ. Trước khi đi cậu đã để lại một ít đan dược. Số đan dược này không chỉ có thể giúp cho da dẻ phụ nữ đẹp hơn mà còn có thể tránh được bách bệnh, quan trọng nhất là có thể giảm cân. Hiện tại Dương Thanh Ngâm ít nhất cũng 75 kg, Ngô Bình cảm thấy cô ta cần phải giảm cân nếu không thì không thể có người yêu được. Ngô Bình và hai cô gái chào tạm biệt Dương Thanh Ngâm xong thì tiếp tục bay đi. Lần này họ đã dừng lại trên một vùng biển. Mặt biển trống trơn, rất yên bình, Cổ Thanh Liên bất giác cảm thấy kỳ quái. Hỏi em trai, chỗ này không có gì sao? Ngô Bình cười, nói, đây là vị trí của đảo Hoan Không, có điều nó đã ẩn mình nên các cô không thấy được. Cậu nói xong thì dùng tay phải bấm quyết, không trung bỗng xuất hiện một hòn đảo khổng lồ, đấy chính là đảo Hoan Không. Kể từ lần trước, khi Ngô Bình rời khỏi đảo Hoan Không, cậu chưa quay lại lần nào. Giờ đúng lúc cậu đi ngang qua nên quyết định lên đảo xem thử, dù sao thì cậu cũng là đảo chủ của đảo Hoan Không. Vừa hay đến thăm vợ con của tiểu đảo chủ quá cố, xem thử họ sống thế nào. Ba người họ đáp xuống đảo Hoan Không, Lý Mục Ngư nhanh chóng ra chào. Lý Mục Ngư là thân tín của Trần Tử Tu, sau này được Ngô Bình giao cho quản lý đảo Hoan Không. Chào mừng đảo chủ, Lý Mục Ngư dắt theo mấy chục người quỳ gối tiếp đón. Ngô Bình, không cần đa lễ, Lý Mục Ngư, những ngày tôi không ở đây đảo Hoan Không vẫn ổn chứ? Lý Mục Ngư nói, thưa đảo chủ. Mọi thứ vẫn ổn, có đại trận Hoan Không thì không ai dám sinh sự hết. Còn nữa, vợ con của tiểu đảo chủ cũng sống rất tốt. Ngô Bình gật đầu, tôi muốn ở lại đảo mấy ngày, anh sắp xếp mấy người phục vụ là được rồi, không cần phải đi theo bên cạnh tôi đâu. Lý Mục Ngư vội nói, vâng. Đảo Hoan Không rất thần bí, diện tích lại không phải nhỏ, mặc dù Ngô Bình từng đến nhưng cũng không chưa đi chơi hết tất cả các nơi. Lần này cậu dắt theo hai cô gái cùng đi. Đương nhiên là phải đưa họ đi dạo khắp nơi rồi. Đến tối, Ngô Bình cho người chuẩn bị một số đặc sản trên đảo, hai cô gái ăn rất vui vẻ, khen không ngớt lời. Sau bữa tối, hai cô gái tự chọn chỗ tu luyện. Ngô Bình cũng không ở không, mà tiếp tục tu luyện tầng 7 của tầng núi thứ 9.
Thần cung xuất hiện giúp cho việc tu luyện của cậu càng dễ dàng hơn, cậu chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là đã hoàn thành được tầng núi thứ 7. Uy lực của tầng núi thứ 7 mạnh gấp đôi tầng núi thứ 6. Cậu không dừng lại mà tiếp tục luyện, cậu mất thêm một tiếng nữa để hoàn thành việc tu luyện tầng núi thứ 8. Uy lực của tầng núi thứ 9 mạnh gấp đôi tầng núi thứ 8, đương nhiên độ khó cũng gấp nhiều lần. Lần này cậu luyện mãi đến trời sáng mới luyện thành tầng núi thứ 9. Lúc cậu thi triển tầng núi thứ 9 thì cơ thể liền biến thành 9 tầng ảo ảnh rồi sau đó chồng lên nhau, cuối cùng xuất chiêu kinh thiên động địa. Trời sáng cậu lại tiếp tục luyện trảm đạo thập tam kiếm tầng thứ 9 vì 9 tầng núi ở phía sau. Đương nhiên việc luyện thành kiếm thứ 9 rất khó, cậu luyện hơn 2 ngày, cuối cùng cũng luyện thành kiếm thứ 9 vào chiều ngày thứ 3. Kiếm thứ 9 này là một thanh kiếm lớn màu tím, có sức mạnh đặc biệt, đó là động sát. Động sát tức là tìm ra sơ hở của đối phương, sau đó hạ gục chỉ với một đòn. Có thể nói động sát kết hợp với uy lực của tám kiếm trước đó đã trở thành võ kỹ mà tu sĩ thần thông không thể nào chống trả nữa. Cậu ra khỏi khu vực tu luyện, Cổ Thanh Liên và Liễu Mi cũng xuất quan. Trong mấy ngày bế quan, hai cô gái có rất nhiều thu hoạch. Họ đều đã uống đan dược của Ngô Bình, cơ thể được cải thiện rõ rệt, tốc độ tu hành vượt xa trước đây. Ngô Bình đang chuẩn bị ở lại đảo thêm mấy ngày thì điện thoại từ vệ tinh cậu đặt trên đảo truyền tin đến, là Hàn Băng Nghiên gọi. Anh Bình, khai giảng lâu vậy rồi, anh đã về trường lại chưa? Sắp thi rồi, nếu anh còn không về thì sẽ bị rớt môn đấy. Ngô Bình võ nhẹ đầu, cậu gần như quên mất mình là một sinh viên, nếu không nhờ cậu có quan hệ thì e là nhà trường đã đuổi cậu từ lâu rồi. Cậu liền nói, Băng Nghiên, anh sẽ về trường tham gia thi ngay. Hàn Băng Nghiên, vậy anh nhanh lên chút, giáo viên hướng dẫn của các anh hỏi thăm cách liên lạc với anh khắp nơi. Ngô Bình chỉ đành chia tay với Cổ Thanh Liên và Liễu Mi, quay về Đại học Thần Kinh. Liễu Mi nói gần đây đang rảnh nên tạm thời ở lại trên đảo Hoan không tu luyện, còn Cổ Thanh Liên thì trở về Giang Nam. Tại khoa y của Đại học Thần Kinh, Ngô Bình đã thay quần áo học sinh, đi giày bata, mặc quần jean xuất hiện trước cửa khoa. Hàn Băng Nghiên biết Ngô Bình sắp đến bèn đừng chờ ở đây trước, thấy anh ấy đến thì vội vàng nói, anh Bình, lúc đó em đã đến xử lý giấy tờ và thủ tục ở ngoại trú giúp anh rồi. Đồ đạc của anh đều đặt ở trong ký túc xá của em. Ngô Bình hỏi, Băng Nghiên, em đăng ký khoa nào vậy? Hàn Băng Nghiên cười đáp, em đăng ký khoa ngôn ngữ, chỉ cách khoa y một bức tường thôi. Ngô Bình nói, nếu cuộc thi mà sắp tới thì anh phải tập kích thử mới được. Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Băng Nghiên chợt đổ chuông, cô ngó rồi bất đắc dĩ nói, anh xem đi, giáo viên hướng dẫn của anh lại bảo em liên lạc với anh nè. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, khai giảng lâu vậy rồi, sao giờ bỗng dưng lại liên lạc anh? Hàn Băng Nghiên, cô cùng nói với em, trường học đã đổi hiệu trưởng, cách hành xử có chút nghiêm khắc, cô ấy lo lắng anh cứ không đi học sẽ bị hiệu trưởng đuổi. Ngô Bình sửng sốt. Trước đây cậu có quan hệ với những ông lớn như Đông Vương nên chẳng thèm để ý, cũng không đi học. Chỉ là sao hiệu trưởng lại đổi người? Hiệu trưởng mới là người thế nào, cậu hỏi. Hàn Băng Nghiên đáp, vẫn chưa rõ, còn chưa chính thức nhậm chức. Em mời cô cùng ăn bữa cơm, có hỏi riêng cô ấy thì cô ấy bảo hiệu trưởng có lai lịch rất lớn, từng là cán bộ cấp cao. Ngô Bình lập tức hiểu, chắc 80% là cụ lớn đang đốt lò mấy ông lớn cũ. Điều một cán bộ cấp cao xuống trường đại học làm hiệu trưởng. Dù sao Đại học Thần Kinh cũng có địa vị cực cao, bản thân hiệu trưởng đã có được đãi ngộ tương đương với cán bộ cấp cao, cũng coi như điều động cùng cấp. Giáo viên hướng dẫn để bụng đến anh như vậy, anh quả thật không thể cứ trốn học mãi được. Hàn Băng Nghiên nhắn tin nói cho giáo viên hướng dẫn Ngô Bình đã ở trường rồi. Chỉ một lát sau, giáo viên hướng dẫn đã gọi điện thoại tới bảo Ngô Bình nghe. Hàn Băng Nghiên đành phải đưa điện thoại cho Ngô Bình. Xin chào cô cung, Ngô Bình vô cùng khách khí, dù cậu có năng lực cao đến mấy nhưng giờ phút này cũng chỉ là một sinh viên. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng dễ nghe, Ngô Bình hả? Cô đã hiểu biết tình hình của em, tham gia đào tạo sâu ở Học viện Hoàng gia nên bình thường có thể không cần đến trường. Nhưng gần đây nhà trường có tiến hành cải cách một số thứ, hiệu trưởng mới cũng sắp nhận chức. Vì vậy, cô hy vọng sắp tới em có thể ở trong trường một thời gian ngắn. Được rồi cô cung, em đã chạy về rồi nè. Em đến giảng đường làm quen với chỗ ngồi trước đi. Buổi chiều, thầy Trương Thế Sâm một vị nổi tiếng trong ngành y của Đại Hạ chúng ta sẽ tự mình đứng lớp, em đừng bỏ lỡ dịp này. Được.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi vào giảng đường. Lúc này đang là thời gian có tiết, trong phòng có 2/3 sinh viên đang ngồi học. Giảng đường cũng không phải loại giảng đường của đại học bình thường, có cả 100-200 người ngồi. Giảng đường này chỉ có 30-40 sinh viên, ngược lại lại giống như phòng học ở phổ thông. Hàn Băng Nghiên vừa bước vào thì trong phòng lập tức nhốn nháo, 30 mấy nam sinh đều ngoái đầu nhìn. Khoa y nam nhiều nữ thiếu, 2/3 đều là nam sinh, còn lại chỉ có vài nữ sinh mờ nhạt. Kia không phải người đẹp khoa ngôn ngữ ở Cách Phách ư? Sao cô ấy lại đến khoa y chúng ta? Người đẹp gì chứ, cô ấy là hoa hậu giảng đường đó. Hôm qua trên diễn đàn trường, 3.000 nam sinh đã bỏ phiếu thì cô ấy có số phiếu nhiều nhất, hơn 2.300 phiếu luôn. Thế hả, nếu vậy thì, hóa ra hoa hậu giảng đường Phạm Tử Oanh cũng không sánh bằng cô ấy à? Các nữ sinh lại nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, Hàn Băng Nghiên rõ ràng không trang điểm nhưng cái khí chất thanh thoát, khuôn mặt xinh xắn đến nỗi khiến các cô cũng muốn bước tới nhéo cho một cái. Ngô Bình nhìn thoáng qua toàn bộ phòng học, khẽ gật đầu với mọi người rồi ngồi xuống hàng cuối. Vị trí này đặt mấy cuốn sách mới, do Hàn Băng Nghiên đã chuẩn bị từ trước. Bên dưới còn có một cái hộp đựng văn phòng phẩm, là bút mà Ngô Bình đã từng dùng hồi còn học ở phổ thông. Hai người ngồi xuống, cách một hàng ghế trống là một nam sinh có mái tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt nổi mụn sinh lý gầy như con khỉ, trên người còn xịt nước hoa. Cậu ta liếc Ngô Bình một cái, cười hỏi, anh bạn là học sinh chuyển trường hả? Ngô Bình cười, chúng ta cùng khoa đó, trước đấy tôi bận, giờ mới đến. Ánh mắt nam sinh sáng lên nói, lâu thế vẫn không đến, hơn nữa nhà trường cũng không làm gì cậu. Anh bạn này, cậu chắc chắn là người cực kỳ lợi hại. Nói đi, hay là cậu tham gia dự án bí mật nào đó của quốc gia? Ngô Bình bật cười, tôi chỉ là một học sinh ngành y thì tham gia dự án gì chứ? Trước đó vẫn đang học tập ở học viện quân sự nên không có tới đây. Nam sinh nghe thấy mấy chữ học viện quân sự thì chấn động, reo lên, học viện quân sự Hoàng gia ư. Tiếng reo của cậu ta lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều sinh viên khác, đều ngoảnh đầu lại nhìn sang. Ngô Bình khẽ gật đầu, vừa mới tốt nghiệp thôi. Cậu ta vội vàng nhỏ giọng lại nói, anh bạn lợi hại ghê. Học viện quân sự Hoàng gia kia tôi có nằm mơ cũng muốn vào đó học. Tự giới thiệu một chút, tôi tên Chu Tập Chỉ. Ngô Bình, Ngô Bình vươn tay bắt tay với Chu Tập Chỉ. Hai người đang nói chuyện, Hàn Băng Nghiên bỗng bảo, anh Bình, chiều em lên lớp với anh mấy tiết, tối chúng ta cùng đi ăn nhé. Chiều em không có tiết hả? Hàn Băng Nghiên cười đáp, em đã học xong học phần rồi, giờ có thể không cần đến lớp. Ngô Bình chớp chớp mắt, vậy anh học xong hết học phần thì cũng có thể không cần đi học đúng không? Hàn Băng Nghiên, đúng vậy, đợi đến khi tốt nghiệp lại viết luận văn là có thể nhận bằng rồi. Ngô Bình nói, sắp tới, anh phải nhanh chóng học xong học phần mới được. Tiết đầu tiên buổi chiều là môn hóa sinh. Sinh lý và hóa sinh là hai môn học đau đầu nhất trong ngành y, chuyên khoa lâm sàng ngành y nơi Ngô Bình học có câu vẻ là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi sinh lý và hóa sinh. Ngô Bình mở cuốn hóa sinh dày cộm ra, lập tức đắm chìm vào bên trong. Giờ phút này, tỉnh thần của cậu tiến vào huyền thiên mộng cảnh. Ở đây, thời gian bị Ngô Bình điều chỉnh, cậu ở trong đó nghiên cứu hóa sinh suốt 3 ngày. Chẳng những hiểu rõ bề nổi của tri thức, còn tìm hiểu hết mấy tác phẩm vĩ đại liên quan đến hóa sinh do Hàn Băng Nghiên tìm đến. Chẳng mấy chốc, cậu đã khép sách giáo khoa hóa sinh lại, tiếp tục mở ra sách giáo khoa sinh lý học tập trong huyền thiên mộng cảnh. Một tiết còn chưa kết thúc, Ngô Bình đã học xong toàn bộ chương trình học, thậm chí còn học xong hơn 10 môn tự chọn. Ngô Bình khép lại quyển sách cuối cùng rồi nói, Băng Nghiên, lát nữa tìm tài liệu của nghiên cứu sinh cho anh đi. Hàn Băng Nghiên cũng không cảm thấy kinh ngạc, cười hỏi, học xong rồi. Ngô Bình gật đầu, ngoài việc chưa làm thực nghiệm ra thì còn lại đều không thành vấn đề. Hàn Băng Nghiên nói, được, ngày mai em tìm giúp anh. Tiết thứ hai buổi chiều. Nhân vật nổi tiếng trong giới y học đến giảng bài. Tuy là nhân vật nổi tiếng, nhưng Ngô Bình cũng không đồng tình với một số quan điểm của ông ta, song cậu vẫn im lặng lắng nghe. Tiết học mới nói được một nửa, nhân vật nổi tiếng kia thế mà bỗng dưng mặt mày đỏ bừng, hít thở khó khăn, ông ta dừng lại uống miếng nước, sau đó ho sặc sụa. Ngô Bình nghe thấy tiếng ho đó thì lập tức bước tới ấn lên mạch môn của ông ta, nhỏ giọng nói, giáo sư Trương, cổ họng của ông có vấn đề rồi. Tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra đi.
Giáo sư Trương kia nhìn Ngô Bình rồi rút tay ra nói, cậu bạn này, tôi chỉ là bị cảm mà thôi. Bệnh cũ năm xưa ấy mà, tôi mà bị họng là cổ họng lại khó chịu mấy ngày liền. Là một bác sĩ, có lúc lại không hiểu rõ trạng thái thân thể mình, Ngô Bình biết giáo sư Trương này không tin lời cậu nói. Cậu lại gần hơn rồi nói, giáo sư Trương, có phải ông từng thay tim không? Giáo sư Trương khẽ run người, tim ông ta đã thay khi ở nước Tống, do bạn học cũng là bạn lâu năm của ông ta mổ chính. Chuyện này, có rất ít người biết, ngay cả con trai con gái ông ta cũng không nói, nhưng sao học sinh nào biết được. Giáo sư Trương dù sao cũng không phải người bình thường, ông ta giật mình, nói, bạn học này, cậu tên gì vậy? Tôi tên Ngô Bình. Giáo sư Trương lập tức nói, vậy cậu có biết, cổ họng tôi có bệnh lý gì không? Ngô Bình nói, ung thư cổ họng, giai đoạn cận cuối. Sắc mặt giáo sư Trương tái nhợt, giai đoạn cận cuối rồi sao? Ngô Bình nói, y học hiện đại có một tỷ lệ chữa trị nhất định, nhưng mọi chuyện đều phải xem vận may. Nếu giáo sư Trương tin tôi, tan học chúng ta đến phòng làm việc của giáo sư nói chuyện. Giáo sư Trương gật đầu, được. Giáo sư Trương cố kiềm chế cảm giác khó chịu, giảng xong tiết học này. Ngô Bình ở trên nói giọng trầm thấp, người khác không nghe rõ cậu đang nói gì, vì thế đều phỏng đoán. Về chỗ ngồi, Ngô Bình nghe giảng tiếp, đợi tan lớp, cậu lại đi cùng giáo sư Trương Thế Sâm đến phòng làm việc của ông ta. Trương Thế Sâm là nhân vật đầu ngành trong giới y học, là nhân vật dẫn đầu trong lĩnh vực tim mạch, có rất nhiều đóng góp to lớn, đào tạo ra mấy chục tiến sĩ ưu tú cho nước nhà, được rất nhiều trường danh tiếng khắp thế giới mời đến làm hiệu trưởng, viện trưởng. Nhưng thời khắc này, chuyên gia đầu ngành về tim mạch lại có vẻ mệt mỏi, nói, Ngô Bình, cả đời tôi từng gặp không ít người lợi hại, cũng có người giống cậu, vừa nhìn đã có thể phát hiện ra bệnh tật, nhưng trẻ như cậu, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Ngô Bình, giáo sư Trương quá khen rồi. Trương Thế Sâm, Ngô Bình, có phải cậu có cách chữa trị được bệnh ung thư cổ họng của tôi không? Sống hơn 60 năm, Trương Thế Sâm hiểu rõ nếu Ngô Bình không có cách, thì chắc chắn sẽ không hẹn ông ta gặp mặt sau giờ học. Ngô Bình gật đầu, cách chữa trị cao minh là kích hoạt khả năng miễn dịch trong người mình. Khả năng miễn dịch mạnh rồi, thì tự bản thân sẽ có khả năng giết chết tế bào ung thư. Cậu lấy một viên đan dược ra, chính là tôi linh đan mà cậu đã luyện chế trước đó, còn dư không nhiều. Tuy loại đan dược này, cậu cũng chẳng quan tâm từ lâu rồi, nhưng đan này đối với người bình thường thì vẫn là thần dược gặp được nhưng khó cầu. Trương Thế Sâm nhận lấy đan dược, ánh mắt sáng lên, nói, đây là đan dược sao? Ông ta ở vị trí này, gặp được rất nhiều kỳ tài, đương nhiên cũng từng thấy đan dược. Chẳng qua là ông ta cũng chỉ xem qua mà thôi, còn đan dược là của người khác. Ngô Bình, giáo sư Trương hiểu biết nhiều, đây chính là đan dược tiên gia. Dùng đan dược này, bệnh ung thư của ông không chỉ biến mất, mà cơ thể cũng sẽ quay về trạng thái như tuổi 20-30. Trương Thế Sâm không tin vào tai mình, ông ta vừa vui vừa sợ, sau đó lại cười khổ, đan dược quý giá như vậy, sao tôi có thể nhận được chứ? Vô công không hưởng lợi, lại đan dược này không phải người tầng lớp như ông ta có thể chạm đến, Ngô Bình tặng không khiến ông ta có chút sợ hãi. Ngô Bình cười nói, ông là thầy tôi, xin cứ an tâm nhận lấy. Trương Thế Sâm im lặng chừng nửa phút, lúc này mới run rẩy nhận lấy bằng hai tay, hỏi, Ngô Bình, có phải cậu là người tu hành không? Ông ta biết, trên thế giới này có tồn tại một nhóm người tu hành, cùng với ông ta như hai thế giới. Cho dù ông ta ở giới thế tục có danh vọng lớn đến đây, địa vị xã hội cao ra sao, thì trước mặt người tu hành cũng không đáng nhắc đến. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Trương Thế Sâm khẽ cười, cho dù cậu là người tu hành thì bây giờ cũng là học trò của tôi, sau này tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Ngô. Ngô Bình cười nói, nên vậy ạ. Trương Thế Sâm nói, Tiểu Ngô, tối nay cậu có thời gian không? 8 giờ tối, tôi đợi cậu ở Lầu Ngọc Hồ. Lầu Ngọc Hồ là một khu nổi tiếng trong Đại học Thần Kinh, trong đó có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử từng ở, hiện tại Trương Thế Sâm cũng đang ở bên trong này. Thấy ông ta mời mình. Ngô Bình gật đầu, được, giáo sư Trương, 8 giờ tối mơ tôi sẽ đến. Rời khỏi phòng làm việc, hai tiết buổi chiều kết thúc, cũng đã đến giờ cơm tối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 204.